Thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Thiên Long Thổ, dưới chân đỉnh núi của Thiên Long Sơn. Tại sao gọi là thổ? Thì nó đất nó thẳng, gọi là Dragon Land. Còn ở trên núi, chỗ thờ Ngọc Hoàng trời cha với mẹ là núi cao thì gọi là Dragon Mountain, còn này Dragon Land, dịch ra tiếng Mỹ, tiếng Việt là Thiên Long Thổ. Thiên Long Thổ thì đất nó thẳng thẳng, ở dưới chân núi trước cổng của Thiên Long Sơn. Đất cũng tìm chủ, từ từ có nguyên con đường luôn rồi. Từ ngoài đó dài ra tuốt trong đường trăm luôn, gần 500 acre rồi. Mua để dành cho con cháu họ Thiên hậu thế có chỗ tụ tập để mà sinh hoạt. Con người chúng ta mà mất đi cái văn hóa, mất đi phong tục ông bà tổ tiên, mất đi cái tín ngưỡng thì mình là người máy. Người máy có ngày máy cũng bị hư đúng không? Software cũng bị error cũng hư đúng không? Còn nếu chúng ta không muốn người máy thì chúng ta phải biết về một chút xíu Phật trời, biết chút xíu và chút xíu thôi, không cần nhiều. Cầm cây nhang, biết gục cái đầu xuống một chút khi mà gặp Phật. Rồi chúng ta mà thấy tượng mà cứ ngưỡng ngưỡng lên ngó ngó rồi thấy tượng này trong tâm á, khởi tâm á, khen xấu khen đẹp, rồi điêu khắc dở điêu khắc hay rồi chúng ta là người máy. Cho nên có năm loại chuyện này nói chuyện không thấu lộ nhĩ. Đó là loại thứ nhất là cầm mã tấu chạy vòng vòng. Loại thứ hai là những nhà học giả giỏi, siêu, cứ nghĩ mình là thông minh, kỹ sư, bác sĩ, kiến cận. Không thuộc loại kiến cận này, cận này cận thiệt. Cận, mình cũng cận nhưng mà cận khác. Đó thì loại kiến cận, loại kế tiếp. Đó là những tín đồ ngoan hiền của Chúa, những con chiên của Chúa, lúc nào cũng tin theo kinh Tân Ước và Cổ Ước của ngày xưa của những nhà truyền đạo của La Mã. Cuốn đó đâu phải của Chúa viết đâu. Bây giờ bảo đảm đó không phải, không có gì giống hết trơn. Y như kinh Địa Mẫu, mẹ nói là họ viết tầm bậy, dịch lại sai hết. Kinh Chúa không có viết kiểu đó. Chúa kêu phải tin có nghiệp, có nhân quả. Còn thời nay là con chiên đó, là loại đó, một loại, nó nhiều quá, đụng chạm nha. Rồi đó Chúa cũng có nói, khi ta trở lại các ngươi nhìn không ra tả nữa. Thứ ba, thứ tư phải không? Thứ tư là tín đồ Phật tử của mấy thầy Ma Tăng thời đại. Tại xưa Ma Dương nó hâm Phật. Sau này đem cho con cháu của ta mặc áo vàng, cạo tóc, nói pháp của nhà ngươi, đọc kinh của nhà ngươi, để diệt cái đạo của nhà ngươi. Loại đó độn được. Nó là một chiếc thuyền chứa nhiều dơ, như cái tàu giấy viết đầy hết. Cho nên giờ kêu hiểu, kêu họ hiểu về Thượng Đế, hiểu sự thật, rồi kêu họ tin Đức Phật Di Lặc sắp xuất hiện trên đất nước Việt Nam, họ không bao giờ họ chấp nhận. Và đồng thời đạo Phật là một cái đạo rất là cực kỳ gọi là khó ghét là lon với ai á, lúc nào cũng chống đối tất cả các đạo khác. Đó là sự thật mấy vị trên nói. Cả bà trong môn phái của họ cũng không có thuận hòa nữa. Huống hồ chi bây giờ chấp nhận Đức Phật Di Lặc ra đời với tin có Thượng Đế thì hơi khó. Cho nên gọi là Phật tử cà gù cà gật, tu hoài mà không tới. Chỉ có đi vận động gây quỷ rồi đi xuống dưới cầu với mấy sư phụ của mình. Mình nhận ai làm thầy mình phải nghiên cứu. Nên mấy họ Thiên trên thế giới phải coi kỹ cho kỹ nha. Phải coi kỹ mới thấy rõ. Còn coi không kỹ nhìn không rõ đâu. Thì cái phần đó là mình không có nói. Là tự vì sàng lọc mà 10 chết 7 còn 3. Thì chỉ chọn đứa nào mà coi kỹ á. Lấy kiến ghi vô coi.
Còn cái loại kế tiếp là loại quan chức, đảng viên, văn quyền, giàu có, sân trước, sân sau. Thì chúng ta bình thường, thì chúng ta sinh này, sinh nọ, sinh thổ địa, sinh thân thần, sinh tùm lum, rồi giờ lại cử quyền bàn thờ, rồi lại Bác Hồ, rồi không cho con được lên chức nghe Bác Hồ. Tại nhà nào Việt Nam cũng có thờ Bác Hồ. Rồi đến khi chúng ta có chức quan lớn rồi, chúng ta có nhiều sân rồi, mỗi ngày á, cái đám mà kinh tài á, nó chở cả xe tiền tới nó đổ trong nhà mà không lấy á, nó buồn. Thì lúc đó mình quên trời quên Phật, già quá rồi quên. Rồi lúc đó sanh tật nữa, rồi lo chuyển tiền ở hải ngoại, rồi lo kiếm mấy model rồi nữa, thì loại đó là cũng là khó độ. Những loại đó trong năm thứ này sẽ thuộc về hàng 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Rồi. Thì năm loại chuyện này nói chuyện không thấu lỗ nhĩ. Dịch nước đổ lá môn. Họ không cần biết, họ chỉ bị cái chấp với cái ngã và cái lì lợm cứng đầu của họ. Mà mình đã thường nói nha, không cần biết quý vị có bao nhiêu tỷ trong nhà băng, quý vị có bao nhiêu nghìn nghìn mẫu đất, khách sạn hay là building làm chủ, hay là con tôi học giỏi hay là 10 vợ cũng vậy nữa. Quý vị chết, cái thần hồn quý vị đi đâu mới quan trọng. Nhiều khi còn thua một người sống ở lời đường mà đi bán vé số chót phát, họ được về trời đó. Còn cái người mà giàu có mà coi coi cái thời đại này là cái thời đại ai khôn thì người đó thắng, thì người đó rất là lầm. Cái thời đại này là cái thời đại ai tin trời tin Phật là người đó sẽ được về trời, chứ không phải thời đại ai khôn là người đó được được tất cả. Cái đó chỉ là phù du giả tạm thôi. Mình có nói cái đó nói nhiều rồi. Có một cái bữa nay tại chuyện từng nào mình nói chuyện theo từng đó. Bữa nay sáng sớm mình lái xe tới đây, cái mình thấy thằng bên Do Thái á, chiến tranh á, thì mới nhớ lại hồi xưa là mình cũng đã từng có quên đình bà con rồi đó. Cái này clip này là clip số 2 ở trên kênh của Ngô Tuấn Kiệt Official. Ngô Tuấn Kiệt Official clip số 2, hồi đó Kiệt cũng còn ngây thơ lắm, chưa biết nói chuyện, chưa biết nói chuyện. Mùng 3 Tết năm 2018 thì có ai rảnh thì coi lại này, trong những lời này nói á, hôm nay nó hiệu quả đó. Chiến tranh sẽ khởi xướng từ Trung Đông và nó lan ra Biển Đông. Tất cả những nhà tiên tri nộp trở lên hay là Vanga whatever trên thế giới, nhà bao nhiêu kinh điển. Đồ cẩm này hay mỗi tay nói. Cái ngày thanh lọc của nhân loại. Tại đây sáng tính bị như thao đổi ý rồi đây. Trên có về lại một cái chu kỳ dài 3 năm. Nhưng mà bây giờ không sao đâu, kiếm cái bắt đầu để gì cũng hay nè. Năm 2020 là tới. Hồi xưa Kiệt nói là 2020, nhưng mà sau này cha đổi lại. Tất cả những người mà còn sống lại á, này hơi lâu không? 1000% sẽ được diện kiến thức như là nghe ra. Đây rồi nhảy đi quý vị coi từ từ sao. Khúc mà chiến tranh. Cái còn lại là chiến tranh nó thể xuống từ ở bên Middle East, Trung Đông. Hả? Khi bên nó bắn quá trời luôn. 1000 quả tiễn. Qua tới Southeast China, Biển Đông. Đó, Biển Đông sắp lên rồi đó. Thì nó qua tới Tàu đánh không lại, Tàu cầu cứu Nga. Cả Nga, Tàu đều tiêu hết. Hả? Hai thằng Mỹ cũng tức càng nghỉ động.
chứ ông cũng không có tốt làm gì. Cho nên tất cả những người Việt sau này của mình á, ở đây á, mình tạo nên Phi Long Sơn để mà trụ lại một số người Việt để đoàn kết. Chứ con rồng cháu tiên dòng giống đại khái nha. Thì hôm nay chục kia chọi với đồng minh, chục có mấy thằng à. Bà Kính Thiên ra đời năm 79, thì lúc đó chế độ Liên Xô của thế giới sụp đổ, Kính Thiên đã chiếu xuống trần. Thì lúc đó ở trên trời á, mẹ mới cho bà Kính Thiên. Thì gần đây mấy vị nói, mấy vị dùng bà Kính Thiên làm kim chỉ nam. Thì từ đó chế độ Liên Xô của thế giới sụp. Thì nhưng mà ở trên, về trên cái giải thích thì Kiệt biết sụp mà sao lại chừa Trung Cộng, chừa lại Bắc Hàn, chừa lại Việt Nam, chừa lại Cuba, 4-5 thằng để làm gì? Thì giống như bây giờ một sụp một lượt á, thì nó sẽ không có cân bằng cái lực của cái địa cầu này. Thì bề trên mới cho 4 cái dù bự là Trung Cộng, rồi mấy dù nhí. Thì hôm nay chục kia phải ra đi là vì ở một cái thời thái bình, không thể nào trên thế giới có sự độc tài hay bất công. Cả nhất đường tàu độc tài cũng sẽ đi. Những cái thể chế cộng sản các mát là thể chế vô thần tam bô mà. Bây giờ nhìn coi mấy ông nổi bển đây có ông nào thờ Phật trong nhà đâu. Chỉ thờ hình bác hồ mà. Thờ hình của thờ cái cha người tạo. Thì hôm nay chục kia bắt đầu bữa giờ tạo đi không. Tạo thì vận động cái khối brick á. B-O-C-K phải không? Brick gì đó. Bên kia thì NATO với G20. Thì đồng minh qua đồng minh, trục qua trục. Trục toàn là mấy thằng Phi Châu nước nghèo. Mày cho tao ăn, mày muốn nói gì mày nói tao theo, mày tao theo miễn tao có ăn trước mắt cái đã. Tại nó có thực nó mới tính xa, còn cái chuyện mà nghĩ xa nó không nghĩ tới. Cho nên toàn là cái phe gọi là không có kể, không có sức mạnh. Rồi mấy thằng Nam Mỹ nữa, mấy cái đảo nhỏ vòng vòng ở Á Châu. Thì trục là phải cái đó. Rồi đồng minh là sao? Toàn là mấy nước giàu không à. Ăn bơ, sữa, chocolate, đồ ăn dư thừa. Giàu có là đồng minh. Trong đó có Mỹ. Cái mà cái này mới là đúng là 12 cây nhang nó linh nghiệm. Làm cho cái thần hồn của Bắc Trọng tỉnh lại. Thì gần đây là Việt Nam mình thuận thiên. Mà cách đây 4-5 năm từ thời clip này á, mình đã kêu Việt Nam thuận thiên đi để mà sau này, tại lúc đó sư phụ biết được á, chuyện biết được là thế giới về ngành khai thác này nè nó sẽ bị khủng hoảng. Cho nên ai có coi mấy clip để ý là stock nó khủng hoảng, mình có nói trước, tiền hình tiền giấy mình cũng nói trước, cái gì cũng nói trước. Mà cái khai thác này là một cái nguồn hy vọng lớn nhất trong đời kia, là 5 năm trước dễ than dễ lửa đó, hình như clip 20 hơn clip 10 mấy giờ đã coi đi. Thì mình nói nếu mà Việt Nam thuận thiên 5 năm về trước, dân tộc Việt Nam mình hôm nay là mạnh rồi, là tiền bạc dư giả, không có nghèo nữa, không có Sài Gòn bây giờ không phải vậy nữa, mà giàu hơn bây giờ gấp mấy chục lần rồi. Không có khủng hoảng kinh tế như vậy, nhà băng không có sụp đổ, không có cần phải đi lại. Ok, ngày hôm qua mày bạn tao, nhưng mà mày hối lộ, bữa giờ tao biết mày hối lộ được 8.000 tỷ. Thôi bây giờ tao khám sức khỏe nhà mày, mày chia lợi cho tao. Ở bến bây giờ là gì? Cứ lấy tiền qua lấy tiền lợi. Tao không cần biết bạn bạn, nhưng mà bây giờ tao hết tiền, tao không có bạn nữa. Tới ngày đốt củi đốt lò không phải không? À, thì không có cần. Tiền ở thế giới là sản xuất về khai thác rất là nhiều tiền. Tiền của tất cả những mà quan chức á, mà chuyển qua Mỹ gần mấy chục năm nay á, bữa á, ngồi tính khoảng như 300 tỷ. 300 tỷ so thế giới đâu nhầm nhò gì. Mà mình phải đấu đá nhau, mình phải ở tù và tử hình, làm đủ chuyện hết, náo loạn. Giống như Mỹ nó dục cục xương vậy, cả đá mấy ông quan chức Việt Nam giành nhau có cục xương. Trong khi mình những cái mâm cổ đầy mình không có chịu để mà mình ngồi lên. Thế nó cũng buồn. Mà mình đã nhìn thấy trước, mình đã nhắc nhở rồi, thuận thiên. Nhưng mà cuối cùng 12 cây nhang gần đây Bắc Trọng thuận thiên. Việt Nam bây giờ chơi theo Mỹ thì cũng là tốt. Nhưng mà đợi đến lúc mà cái sức
không còn nữa. Nước Việt Nam giờ cạn kiệt rồi, có chơi theo Mỹ cái trình độ Việt Nam quá thấp, đâu có đủ để mà học những cái hai thách của nước ngoài đâu. Ở Việt Nam từ lớp 1 vô lớp 12 á, học toàn là võ hiệp tám, Nguyễn Văn Chổi không à. Đâu có học mấy cái như mấy nít Mỹ ở đây, thì làm sao mà làm được với mình. Làm ruộng còn chặt lên chặt xuống nữa, còn phải đi chích thuốc vô mấy cái trái cây tối ngày á, thì học giỏi. Pha mấy chất hóa học thì học giỏi. Nhưng mà cuối cùng cũng thượng thiên. Thì mình nói tại sao trục lại chia ra làm đôi. Đậu đen thì đậu đen rồi, đậu trắng thì ra đậu trắng rồi. Thì sắp sửa đánh sáp lá cà đúng không? Thì thường thường ở xóm hồi xưa nhỏ mình đi chơi bắn ná ngoài đồng xóm này xóm kia cũng vậy. Mày theo nào mày nhảy qua bên kia đi. Một hồi tao không có cần biết mày bạn tao. 1, 2, 3 con nẻ mày bể đầu. Thì hôm nay trục vừa lượt ra hai bên thì bữa nay thằng Do Thái với thằng Palestine hả đấu nhau rồi đó, thì nó đúng giống như năm 2018 đó, là cái clip hồi nãy, clip số 2 đó, ai muốn về coi coi, là thời đó là kia đã nói trước chiến tranh sẽ khởi, chiến tranh thứ ba trong cõi vô vi đã khởi lâu rồi, đã khởi từ năm 2000 rồi, trong cái thế giới vô hình đó. Từ giữa thiên tướng, thiện thần và ác thần, thiên tướng với ma binh á, cũng đấu với nhau rầm trời trên bầu trời á, thì mình mới thấy những cái hiện tượng này nọ trong những năm gần đây nè. Rồi ở cái thế giới hữu hình của mình, cái chiến tranh thứ ba nó đã khởi xướng trước khi thằng Nga tấn công Ukraine rồi. Hãy mà hai bên rượm nhau là chiến tranh. Từ lúc thời ông Trump đã là tuyên bố cấm vận tàu là đã là chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh hôm nay á, là để kết thúc của cái màn tận thế này, của cái màn kịch này, để cho chúng ta có một cái hơi thở trong lành, để cho nhân loại chúng ta sẽ biết được trời Phật hiển linh như thế nào. Một mình chỉ xuất hiện cách đây 5 năm để mà đại đem cái tiếng nói từ ở thiên đình xuống cho nhân loại, mà có ai bao nhiêu người chú ý đâu, không ai chú ý hết. Tại vì Kiệt này chỉ là đệ tử của Phật Di Lạc, đệ tử của Đức Thầy Đức Huỳnh Phú Sổ, người Trung còn không biết, người Bắc còn không biết, thì huống chi mà kêu mấy thằng Mỹ khao đi này nó biết Đức Huỳnh Phú Sổ là ai đâu. Ông là Phật á, ông là Di Lạc á, mình là Di Lạc truyền thừa, cho nên quý vị muốn kêu mình kiểu nào cũng được. Thì lúc đó sẽ có một cái đại hội, mà trong kinh Đức Thầy nói là đại hội Long Hoa, nhưng mà mình nói là đại hội Anh Tài, đại hội thế giới. Thì lúc đó mấy thằng nhà lãnh đạo này nè, khi cái thế giới này nó không còn cái gì gọi là nương tựa nữa, người ác, ai có sức mạnh thì thắng, ai có tiền thì người đó có tiếng nói. Nhưng mà khi mà Phật mà xuất hiện rồi á, UFO mà xuất hiện rồi, mấy cái nước mạnh cũng phải ngồi nghe thôi. Thì thế giới lúc đó mới ổn định, hòa bình lại. Mình là người Việt Nam, mình có đại phước là vì nước Việt là do con của Thượng Đế lập ra. Cái DNA, cái giống dân của người Việt. Thì nước Việt hôm nay sẽ thành cái nước gọi là trung tâm của thế giới, của tương lai nghe, không phải của ngày nay. Hôm nay là mình là cái nồi dĩa rách của thế giới. Thì mình đi sanh dùm quá trời luôn, mình lao động khắp thế giới. Mình đang nói về chuyện tương lai thôi, từ bỉ cực mới tới thái lai. Tại vì Thượng Đế mà phải cho một nước Việt một bài học đích đáng gì đó, cho vào rồng lửa xuất hiện lên để lật ra hết những cái mưu mẹo, những cái xã hội thối nát. Thì sau này người Việt bắt đầu mới học những cái bài học khôn ngày hôm nay. Thì lúc đó những cái lời của Kiệt nói trong 5 năm nay mới có giá trị. Rồi hôm nay thì chỉ một số người hữu duyên nghe được thôi. Còn ngoài kia đa số họ cũng vững dưng à. Phải có người ngộ lắm. Lửa mà chưa cháy tới da của tôi chưa biết đa phỏng. Tôi vẫn đứng ngó. Thấy lửa đỏ đỏ vậy thôi à. Tại vì không có cảm nhận được lửa nóng như thế nào. Nhưng mà đến lúc mà lên cái giường bệnh rồi, dính Covid rồi đó. Cái nhắn tin kiếm Kiệt này cầu cứu. Tôi biết anh là thiên tử, anh khấn là được, khấn giùm tôi. Hay là Phật, tôi khấn giùm cho Bác Trọng gần mấy năm, từ lúc mà ông đi xuống Kiên Giang á,
Lúc đó bị ông Nguyễn Ông Trực để một cái liều xìu tới giờ là để cho làm cái bản lời để cho nó đừng có bị đứt á, để Trung Cộng đừng có ghét mình á. Hôm nay hết hiệu lực rồi đó. Anh Tập cũng sắp sửa qua gặp bác Trọng lần cuối. Là sao? Cái này quý vị không nhìn ra để kiện nhắc. Đó gọi là có cái bài sấm cơ quý vị nói là cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe đó. Thằng Trung Cộng bây giờ nó kêu hùng què, thằng bệnh, thằng yếu, thằng gì, thằng đói nhăn răng để mà cùng nó đông để mà quýnh với Mỹ. Tại trận đánh này là do bờ trên sắp đặt, nhân loại không thể nào không tránh khỏi. Trận chiến Biển Đông nhất định phải đánh, đánh mới ra được cái thái bình chứ. Không có cái thái bình nào mà không có cuộc xung đột. Thì cho nên hôm nay hên ghệ, lâu nay chúng ta có tình nghĩa, thôi thì về lại với anh đi, ví dụ. Nhưng mà bây giờ Việt Nam đã khôn rồi, không có còn ngu nữa để mà bị Trung Cộng nó dụ nữa. Anh độc ác quá mà theo anh làm gì? Theo Mỹ nhiều lúc tôi còn nuôi được con tôi, 100 triệu con tôi đang đói. Anh cho nó ăn gì? Anh cho nó ăn toàn là chất hóa học không hả? Anh nghĩ anh có một chút tiền, nghe anh muốn sai khiến tôi thì sai. Đó là tâm lý của mấy con đúng không? Thì cũng y chang như vậy. Việt Nam là ăn ghệ đẹp đúng không? Trung Cộng là thằng vũ phu quá không? Thì đa số mấy đứa cũng vậy đó. Cho nên đời sống mình cũng vậy. Nên cuối cùng là sao? Sống không nổi với thằng đó, mình phải ly dị nó thôi. Cười hết đứa sự. Ủa cái đầu cái thù cho nói chuyện, đang nói chuyện quan trọng, nó nhảy xuống cái hình thằng chồng vũ phu. Thằng Trung Cộng nó cũng như chồng vũ phu, nó ác lắm á. Nó đâu phải một vợ đâu, trời ơi, nó một đống. Con nào không nghe lời nó là nó ẹt. Thôi đứng theo vũ phu, thà ta về ta tắm ao ta đi, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Dầu sao khúc ruột ngàn dặm, 6 triệu người cũng là máu thịt của mình. Thôi mình làm quê lại nghe mấy đại ca, đừng có chia rẽ nữa ha, đừng có phá nát cộng đồng hải ngoại nữa, đừng có chia nữa. Chúng ta là con rồng cháu tiên mà đúng không? Chúng ta về xây dựng lại đất nước, cho 6 triệu chim hiền tự do đi qua đi lại, cho Kiệt về đi. Chứ giờ Kiệt về Kiệt bị như bao rồng lửa, Kiệt đâu dám về, thì nước mình sẽ đói hoài. Không phải là hù mấy đại ca đâu, đó là thiệt. Cái bàn chân này là bàn chân, nó là lạ lắm, nó khác hơn bàn chân của người thường. Khi cái bàn chân này chưa bước chân vào nước Việt sẽ còn eo ọt suốt đời. Đó là Phật Thánh Tiên chưa có ra được lệnh để mà gia hộ, gọi là gia hộ fully support, đầy đủ. Chỉ gia hộ siêu ẩn ẩn thôi. Mấy vị còn đang nằm ẩn trên núi cấm rất là đông. Nhưng mà con người chúng ta dị lì quá, không có tin thần thánh, cho nên không có tin cái bàn chân của Kiệt bước vô nước Việt. Thì thôi mình cứ lòng vòng Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ, thành phố Sài Gòn sẽ điều hưu. Trong tương lai vài tháng nữa nhà băng sẽ mệt nữa, dân cũng sẽ đói. Nước Tàu trong vài tháng nữa sẽ có nhiều thiên tai lớn lắm. Clip này gán nhớ nha. Nhiều chuyện lắm. Tại nó cũng giống như là một trong những cái condition để đưa một cái thể chế vô thần đi vào lòng đại dương mà. Thì thế nó sẽ chìm. Trước khi nó chìm thì nó cũng bị này bị kia nghiêng ngã rồi vậy đó. Thì trong những tháng kế tiếp sẽ có nhiều thiên tai lớn ở châu. Cái sự chết chóc. Cơ vận có trễ là vì do Kiệt, do lỗi Kiệt. Kiệt khấn, mỗi lần mình khấn để cho bom nguyên tử đừng có nổ. Tại cái clip số 2 nãy Kiệt có nói là bom nguyên tử nổ. Thời đó là ở trên ấn định cho bom nguyên tử nó nổ rần hết. Thì con người chết rất là đông. Thì từ đó cái lòng từ bi á, mình mới sinh. Sinh thì cha mới quản lại, thì cha mới tính lại một cái bài toán khác. Thì cái bài toán đó hôm nay là con Covid nó sàng lọc. Sàng lọc là sao? Vừa con Covid nó có hai ba, nó thay cái bom nguyên tử. Nếu mà so giữa con Covid với bom nguyên tử là giống nhau. Mình thấy nó khổ, nhưng mà mình phải nhớ cái đạo Thiên Tâm ra đời, cho ra đời song song ngày 16 tháng 3 năm 2017.
để mà mình có cơ hội mình ở nhà và đồng thời á, mình quay lưng lại với tâm linh, với Phật trời để mà mình được độ, được cứu. Còn lúc mà mùa Covid, quý vị thấy ai là người chết nhiều nhất? Mấy cái người vẫn đi ăn nhậu, vẫn đi karaoke, đúng không? Nó mới gặp đông người, tiệc tùng rồi đó, là mới chết nhiều. Bay đi đây đi đó, tại cái tâm họ không có vững. Họ ở nhà họ đâu có chịu nổi. Mà kêu họ ở nhà mà lại Phật nữa, càng là chuyện khó làm. Thì cho nên một đá hay chim gì đó, tức là ở nhà lại Phật, lại Thượng Đế thì không bị Covid. Nó còn giàu sao nó cũng vẫn đỡ hơn là cái con bom nguyên tử chất phóng xạ. Thì chất phóng xạ nó có cái hậu vận. Nếu mà 5-7 năm trước bom nguyên tử mà nổ, cơ vận mà đi đúng á nghe, thì năm Đinh Dậu cơ trời hé lộ. Đinh Dậu là năm nào? Có ai biết năm nào không? Năm 2000 phải không? Thì khoảng đó, hết binh đao, quy cổ, diệt kim, thì sấm cơ bị có trễ. Nhưng mà có trễ có lợi cho chúng ta. Chỉ khác có một cái là kiệt ra đời để độ chúng sanh đó bị chậm lại. Sức khỏe hôm nay thì nó lớn hơn so với cái người thế gian. Thì gì vậy nè. Chứ hồi xưa mấy vị nói con khoảng 40-50 thì con sẽ về Việt Nam rồi. Đức Thầy nói luôn. Cả cái xác phàm của Đức Thầy cũng bị mất sức nữa. Tại già quá rồi, giờ 100+ tuổi rồi. Thì nhưng ngược lại đổi hàng mấy tỷ sinh linh thì cũng đáng. Cho nên không có gì gọi là ấy hết. Và đồng thời nước Mỹ đúng ra ông Trump ổng liên tục 2 kỳ, nhưng mà ở trên cho ổng bị mất khoảng 1 kỳ. Nhưng ở bề sau ổng vẫn là thống tướng để điều hành một cái thế giới vô hình và hữu hình của cái thiện. Trump mình á, thì hôm nay quý vị thấy còn hàng bạn mình vừa lên làm chủ tịch, siêu siêu ảnh, mình đã nói rồi, mày mới chọn một là hiện bây giờ ở trên đã final line rồi, black and white, mày mới chọn white chứ mày không có chọn màu xám. Hà là không đúng với bà trên, là bà trên dẹp qua, tại vì nếu không nó sẽ bị chậm cái cơ trời. Nước Mỹ vẫn là một cái nước hiện bây giờ giống như mình đi chơi cho mấy đứa nhỏ đi xích đu á, cái cọng dây á, là nước Mỹ vẫn là cái cây trụ ở giữa quay, phải không? Nước Mỹ có chuyện là thế giới nó bị có chuyện á. Bởi vì mấy giờ có bài thơ mấy gì nói là Mỹ thâu lệ phẩm, trời ban phong thần, tức là nước Mỹ cuối cùng sẽ thắng cả thế giới. Khi nó thắng cả thế giới rồi, lúc đó nó sẽ đồng thời nó sẽ giúp nước Việt đưa đi lên. Khi sau đó rồi, sau một thời gian nữa thì chuyện nó sẽ biến chuyển thay đổi khác. Lúc đó nó sẽ có chắc trận đại hồng thủy nữa, đại hồng thủy thiệt á. Người Việt Nam bây giờ chỉ có một đường để mà về mặt tinh thần nó quan trọng hơn là cái bao tử nghe quý vị. Bây giờ á, chỉ có dấu thiên tâm là cứu được cái mạng người và đưa được gia đình của mình biết đến nơi an toàn, biết được thiên cơ, tức là biết được kiệt là thiên cơ, là biết được cơ trời. Mình đang nói chuyện với mấy đại ca bự, biết được cơ trời thì mấy đại ca biết được cơ trời thì mấy đại ca lợi dụng cơ trời theo thời cơ, thời cuộc, để mấy đại ca lập được cơ đồ. Cơ đồ là gì? Mình phải thay đổi, mình đâu có thể tin Bác Hồ mãi mãi. Không ai nói là Hồ Chí Minh muôn năm, cái câu đó là làm gì có. Bây giờ Việt Nam mà ai nói Hồ Chí Minh muôn năm á, là người đó chắc bị ta cười thúi đầu á. Ngày qua thuộc ngồi ca ca thằng Tiến nó nghĩ cái phụ ca bài sắp bom bo ở cách mạng ta cần gạo nhiều để đánh Mỹ. Trong cái bài sắp bom bo có câu đó đó,
Bây giờ có cần gạo nhiều đánh Mỹ không? Trời ơi, gặp Mỹ à, quỳ lại muốn chết. Chứ cần gạo nhiều đánh Mỹ. Nghe quá, hụ ca trên mạng á, rồi bỏ lên đó. Nhiều người không hiểu chắc. Ủa sao ông nội này bữa nay ông ca nhạc của Việt Cộng? Đối với chuyện này á, không có Việt Cộng cũng chẳng có quốc gia. À, mình làm theo cái gì gọi là mình thấy để mà khai trí cho dân tộc Việt Nam là mình cứ làm thôi. Mình là vô biên giới nha quý vị. Ngay tiếng 17 mà. Biết được cơ trời, lợi dụng thời cơ để lập cơ đồ. Khi có cơ đồ thì mình, thứ nhất mình cứu được cái mạng của mình. Thứ hai, mình không có bị mất tài sản. Thứ ba, con cháu mình nó có tương lai. Mình ngu được rồi, cha của mình ngu được rồi, mình đâu có để cháu nội, cháu ngoại mình nó ngu theo mình. Chỉ có Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh ngày xưa bán nước cho Mao Trạch Đông, rồi gạt dân chúng, cái ngày hôm nay mới có bà, mấy cái bài sách bom bo đó, nó dùng mấy cái đó để tuyên truyền đó. Thì mình ngu thôi, mình bây giờ mình đã ngộ rồi, thì mình phải dạy lợi. Đâu có ai mà ngu ba họ, đâu có ai mà khôn ba đời đâu. Thì câu đó mình đổi ngược lại là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, đúng không? Thì hôm nay đó là lý do tại sao kiện này được hồn thiên sông núi nước Việt, là tất cả những vị vua chúa và những vị thần của nước Việt dạy cho Kiệt, song song với những vị Phật dạy cho Kiệt về đạo. Thì trong đó có 6 vị Phật là sư phụ của Kiệt, lại cũng biết. Rồi tất cả hồn thiên sông núi, thì trong đó có những nhà vua của nước Việt, họ tuy họ không có cái thân người, nhưng mà họ rất là hiện hữu nha quý vị. À, Kiệt tiếp xúc nhiều lắm, thì Kiệt mới biết được nhiều cái lịch sử nước Việt. Bây giờ mới biết được Trần Đại Quang đang ở đâu. Trần Đại Quang đang ở miếu ông Mai Hắc Đế á. Chỉ là làm gì, làm tà lọt, gác cổng. Còn Kiệt còn biết hiện giờ Nguyễn Chí Vịnh đang đâu nữa kìa. Nhiều nhân vật lắm. Còn biết bác gì ta, bác gì bữa ông tướng chết, ông Võ Nguyên Giáp nữa. Thì bên cái thế giới vô hình là một cái thế giới permanent, rồi một thế giới thiệt. Khi chúng ta chết, chúng ta về thế giới đó, ở thế gian, gọi là hồn thiên sông núi, lo cho nước Việt tiếp tục, sinh với tướng, tử với thần. Đó là những nhà binh nghiệp. Còn những đứa con họ thiên biết đọc kinh, rồi biết thoát xuống hồi sinh tử, thì chúng ta sẽ trở về cõi trời, làm thánh, làm Bồ Tát ở trển. Có hai đường đi. Hồi nãy có nói là con người chết không có hết. Chết là thay cái áo thôi. Cái áo này bữa nay giờ, ngày mai thay cái áo khác. Kiệt này đổi rất là nhiều áo ở quả địa cầu này. Song song kiệt này vẫn còn có thiên tử đang ở trên thiên đình, đang sinh hoạt với cha mẹ chảnh. Đó chỉ là một cái chiếc thân mà đã ngồi đây rồi. Cho nên quý vị không có gì mà phải sợ chết á. Huống hồ chi sợ thiếu tiền, huống hồ chi sợ bỏ vô họp, huống hồ chi sợ chồng tôi nó có vợ nhỏ, ôi nó có cho nó có, cười. Tất cả cái thế gian này đều là học hỏi hết. Huống hồ chi ngày mai nhà băng nó tới, nó xiết tiền lời của tôi, mấy con không phải lo đó. Tất cả đều là thử thách hết. Khi mình, cái chân linh của mình, cái thân hồn của mình, đó là một cái cuộc sống vĩnh cửu. Mà nó đi về đâu mới quan trọng nghe. Tại vì bên cõi kia không có hối lộ. Ở đây á, là có tiền mua tiên cũng được. Và người Tàu ấy họ có câu gọi là kim ngân phá lực lợi. Cứ là cỡ nào cũng mua hết. Ở mấy Mỹ này cũng bị á, Hunter Biden với Biden á, bị á, cũng là tham tiền. Thì chuyện này sống hai thế giới, nữa là như vậy nè. Hồi nãy đói con ăn tô cơm như quý vị thôi. Nhưng mà cái hồn này khác. Cái hồn này chiếc thân đi tứ tung hết trơn á. Từ xưa 40 năm nay, hồn thiên sông núi dạy cho Kiệt về nước Việt, dạy cho Kiệt về thế giới, dạy cho Kiệt về những cái thể chế trong tương lai, để mà an ban thái thế, để mà cứu nhân loại. Chuyện này mỗi lần đầu thai xuống đều là đưa nhân loại vào một con đường tốt, không có đổ máu, không có hận thù, và tiến bộ lên, học ở tầng
một cái tầng cao cấp hơn. Trái đất mình nó đang di chuyển về một cái gọi là năm đi, để mà cho con người mình không còn sống, hiểu gì, chúng ta giống như dạng giống như mấy con gà vậy đó, sống chuồng vậy đó, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thành mấy con công bự hơn, biết bay đồ. Thì mỗi một cái giai đoạn á, ở trên cho một cái công thức đó để cho chúng ta học, chúng ta khổ rồi chúng ta sướng rồi chúng ta về trời. Cái công thức hiện của cái thời vàng kim á, là tất cả nhân loại phải biết có cha mình ở trên đầu, vì cha mình cho mình cái thần, cái tánh khôn, mẹ mình là mẹ đất cho mình cái chân thần, tức là cái hình thù mà cái bóng ma mấy con ăn thấy á, hoặc là chư thiên, hoặc là cái gì mà mỗi lần cho thụ nói chuyện á, thụ thường nói là có biết bao nhiêu long cung hay là mấy chư thiên cũng xuống ngồi nghe thụ nói chuyện á, thì mấy con không tin đúng không? Rồi đó, bữa máy chụp hình chụp dính á, đông lắm. Mỗi lần về Thiên Long Cung hay Thiên Long Giang hay trên núi, mỗi lần chuyện mà ngồi nói chuyện hiện giờ cũng vậy nè, mấy vị đứng xung quanh đông lắm, tại vì những tiên chúng trên trời cũng là chúng sanh của kiệt, không phải là người thế gian không. Mỗi lần chuyện nói chuyện họ cũng đi xuống, ngoài những vị hộ pháp nha. Cho nên từ ở viện Mi Thao hay là ở chùa hay là ở đâu, bất cứ ở đâu, ngay đây cũng vậy nè, đông họ xuống họ cũng nghe. Thì trở về câu chuyện là mấy đại ca biết được cơ trời thì cứ gán dùng cơ trời để mà thoát nạn, để mà cho con cháu mình có tương lai, còn hơn là cứ theo phe này phe kia, không có phe nào á bằng phe của ông trời chứ. Nên nhớ một điều, khi mà Trung Cộng nó ở một cái thế bí, nó đánh Đài Loan không có được, nó đã bị mất hai lần cơ hội. Ở trên nói, cơ hội thứ nhất là những năm trước thiên hạ Thủ Duy Cường nó đánh, nó chiếm Đài Loan, còn ngoài tụi mày muốn la hét cái gì là nó cứ lưỡng lự, cứ gọi là tính tè là té tinh, khôn quá thành ngu là Trung Cộng. Cái thứ hai, lúc mà nghe mà tấn công Ukraine nó không có chịu nhào vô nó giúp, tại vì cuối cùng rồi ma với quỷ thì cùng là một phe, thì đánh một lượt đi, dù mai mình còn phần thắng, còn hơn là bây giờ cái con quỷ nó bị chết rồi, mình có đánh lại với cái đám đồng minh này không? Cũng không, rồi cuối cùng sẽ tiêu. Cho nên mà trên nói mấy ma này nó khôn quá thành ngu, là nó bỏ mất hai lần cơ hội để chiếm cái quả địa cầu này, nhuộm cái quả địa cầu này thành màu đỏ. Còn mưu mô mà nhuộm quả địa cầu này mà thành màu đỏ đó, thì là hu quê nè, là TikTok nè, thế này kia, là mưu mô. Mà mưu mô kiểu nào nữa cũng đâu bằng mấy vị trên thiên tiên, gọi là tiên trưởng á. Mấy vị tính dữ lắm, dễ gì con người tính không bao giờ bằng ở trên tính. Ở trên tính cái là chúng ta chỉ có bất ngờ không, ngạc nhiên không. Thiên Tấn Kiệt này tuy là từ cõi trời xuống, tầng 36 xuống, nhưng khi mang vô thân phàm cũng là giới hạn, cũng giống như quý vị. Ở bờ trên nói một số dữ kiện để mục đích sau này nhân loại mà có chết nhiều quá đó, cũng đừng có la trời la Phật là sao bất công với tôi, đúng không? Ai bị nạn gì cũng kêu cha, kêu mẹ. Cha nghe cha cũng đau lòng, tại vì cha mình là Phật. Cho nên sẽ để nói cho họ hiểu, mà họ lì lợm thì lúc đó cha cũng cảm thấy là có sự an ủi. Ta cho con ta xuống nó nói tùm lum á, tụi mày không nghe tụi mày kêu ta hết. Đó là do ai? Lỗi của cha hay lỗi của Phật ha? Hồi mấy tuần trước á, là còn đưa 50-70 triệu người từ thời Covid-19 dịch Vũ Hán đi về chờ, đi siêu chứ không phải về trời nha. Trong đó có một số người gọi là thiện ác chung một chài á, kinh Địa Mẫu có nói. Thì một số được về đi, còn một số không được đi thì cũng tái sanh, còn hơn là họ dắt dưỡng gốc cây này hay bụi chuối nọ. Rồi mấy tuần trước mình có làm cái lễ trên trời vậy, lễ mà tiễn họ đi á. Và đồng thời cái buổi lễ đó, để cho trong những ngày kế tiếp nhân loại còn tiếp tục chết dài dài, chết lai rai,
chết đến khi nào á Đức Huỳnh Phú Sổ ông xuất hiện thì lúc đó hết chết. Huyền nói câu đó, thế nào Kiệt đi về Việt Nam thì lúc đó là bắt đầu lập hội Long Hoa đó, thì nước Việt bắt đầu mới có cái cơ hội để mà phát triển trở lại. Hồi xưa cách đây 50 năm hay là 15 năm thôi, chúng ta đọc sấm cơ của miền Tây, chúng ta thấy nó rất là mơ hồ đúng không? Làm gì có này giống chữ tiểu thuyết á, làm gì mà có cái gì Minh Dương, làm gì mà có ông Năm Trèo rồi này đó, cộng với mấy cái kênh ở miền Tây họ nói quá trời đó. Nhưng mà Phật trời nói chuyện như bài toán đố, ở trong vô vi nó đều là thiệt. Hồi xưa Đức Thầy mà viết ra cái đó, thì trong vô vi nó có những cái con quái thú đó, và nó có những cái ai mà có phước thì gặp hội rồng mây, thấy phụng, thấy long. 15 năm trước mấy vị làm gì có thấy được Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng đã xuất hiện ở Sài Gòn. Đồng thời có ai bao giờ thấy được ông rồng? Mấy ông hiện hữu này nè, ông sống chung với Kiệt mỗi ngày. Mỗi lần mà Kiệt mệt á, Kiệt đi về ngồi á, là mấy ông quấn Kiệt như cực khuôn vậy đó. Cực khuôn là giống như để mà mấy ông rất là hiện hữu. Cỡ mấy cái building này á, ông quay một cái một là bại nóc luôn á. Ở đây đứa nào mà không thấy. Cho nên mình có phước kinh sám Đức Thầy bây giờ trúng 80-90%. Những lời Kiệt nói trúng 90%. 10% mà cũng phải chừa cho hội đồng chư Phật với cha giải quyết. Tại cha không có muốn biết hết, cho biết hết. Chỉ cho người ta để người ta biết sợ, người ta tu và có thiệt. Và đừng có bị than oán. Có chết mà cũng là mình biết chết kiểu gì. Khi mình chết là sao? Là do mình cứng đầu mình chết. Chứ còn nếu mà nghe lời con của ta đi, đừng có kêu tên ta, trời ơi sao tôi chết tức tưởi, sao tôi khổ này nọ, thì gán nghe Thiên Tướng Kiệt để mà quay đầu ăn lành ở hiền, lấy cái dấu thiên tâm đeo. Chỉ có nhiêu thôi. Cái dấu này đâu có nặng gì đâu, mà đeo vô để cho mình được sống còn qua những ngày tận thế sàng lọc. Quý vị thấy có cái gì gọi là khó khăn đâu, rất là dễ. Rồi ngày xưa ông bà tổ tiên mình thờ cái lon sữa bò ngày nào cũng khấn cha hết trơn á, thì thời đó cái nước mình tuy là nó nghèo không có đạo gì hết mà đạo thờ ông trời thì cũng là tốt rồi. Bây giờ cái lon sữa bò cũng không có nữa, chỉ mỗi sáng thức dậy thấy hình Bác Hồ bự khổng lồ ở trước cửa, biết nhập tâm ám ảnh luôn. Thờ ai biết không? Thờ quỷ. Thờ quỷ thì quỷ đi, quỷ nó có hộ mình không? Suy nghĩ đi, ngày nào cũng lại ổng mới về địa ngục rồi á, lại là sao? Là chúng cộng nó đã ém vô rồi, là để cho thâu nước Việt thành nước Tàu, nước Việt thành nước Tàu. Bác Hồ cứu chúng con, cứu kiểu nào thì tao nhập mày vô thành nước Tàu luôn, tao cứu mày chứ, tại tao người Tàu mà. Đó, cứ lén lại đi. Chuyện này không bao giờ nói cái gì gọi là không đúng sự thật nha. Mấy cái máy nè, 6-7 cái máy quay nè, lưu truyền nghìn năm đó là người Trung Cộng á, không phải người Việt. Còn cái ông mà Nguyễn Ái Quốc là anh hùng dân tộc của mình á, mà đi xuống Tàu Pháp mà để mà đi cứu nước Việt khỏi bị Nhật Bản phải không? Năm 42 với Pháp thuộc, là ông đó đã bị ẹt lâu rồi, bị Trung Cộng nó giết lâu rồi, Trung Cộng giết ổng rồi mới đem cái ông giả này vô thế. Bây giờ bữa nay mình không nói chính trị. Tại mấy em gài, mấy vị nói sao con nói chính trị không, bây giờ con nói đạo cho họ nghe. Tại vì cái đầu á, có từng não nói chuyện theo từng đó. Tại vì mỗi lần mà nói đạo thì nó phải đổi tông quá không. Mà đa số bây giờ mình đang ở trong dầu sôi lửa bỏng, đạo thì cũng đã tự hiểu rồi đó.
mình chỉ nói những cái gì sắp sửa xảy ra để cho mọi người có cái prepare chu đáo một chút, có tinh thần một chút. Nãy giờ mình nói năm loại khó độ rồi phải không? Rồi giống như còn năm loại mà của cái hiện tượng thời mạt pháp này, tận thế này, đó là chiến tranh, kinh tế, thiên tai, bệnh tật, cái gì nữa ta? Hả? Thì đói kém, thì bệnh tật thì đang xảy ra, chiến tranh thì cái cuối cùng thì cũng đang xảy ra, chiến tranh thứ ba đã xảy ra rồi, mấy vị nói, chiến tranh thứ ba đã xảy ra rồi. Từ lúc Nga đánh Ukraine là đã xảy ra rồi. Đói thì cũng có lai rai đói rồi đó. Việt Nam còn sẽ đói tiếp. Kinh tế thì mình thấy quải quá trời luôn. Giờ chúng ta đâu ai làm nhiều tiền như xưa nữa đâu. Cái gì cũng trúng rồi đó. Năm loại khó độ là cũng trúng. Cộng lại năm thứ mà xảy ra đưa con nhân loại qua cái thời bỉ cực tới thời vàng kim này á, là đang trong lúc này là lúc căng nhất à. Ai mà sống mà từ đây cho tới năm tới mà sống không nổi á, thì sẽ không có gặp được Đức Thầy trở lại. Ngài sẽ trở lại. Phật trời hứa với nhân loại, không có hứa la hứa quịch nha. Ngài sẽ về, Ngài sẽ quay lại. Khi Ngài quay lại thì chuyện này mới về Việt Nam được á. Tuy là Kiệt là con của cha, Đức Thầy làm việc cho cha. Đức Thầy mình cứ nghĩ giống như Đức Thầy thì dĩ nhiên làm việc cho Phật A-di-đà rồi. Ngài mà trong thiên đình đó, thì Ngài mình nói ví dụ giống như là quan bộ thượng thư vậy đó. Hay là một giáo huấn của mấy thiên tử vậy đó. Nhưng mà thường thường đi xuống trần á, thì nguyên cái ekip này, Kiệt, Sư Phụ, với những cái người mà mỗi người chúng ta đều có năng khiếu nha, mỗi đứa hôm nay năng khiếu gì về trời cũng năng khiếu đó, thì Kiệt này bao nhiêu đời đều có năng khiếu là giống như cầm quân cưỡi ngựa, giống như kiểu Mohammed thời xưa vậy đó, giống như kiểu gồm thâu lục quốc rồi vậy đó, hay là lũ bị rồi vậy đó. Để cho mục đích là cho nhân loại đừng có chiến tranh, đừng có giết nhau nữa. Thì hôm nay cũng y chang vậy nè. Khi xuống trần á, là cha lựa những người nào có năng khiếu của thời đại nào cho xuống. Cũng giống như xưa Kiệt là mà Châu Văn Dương á, là để mà diệt Triệu Dương á. Kỳ đó. Cũng là bởi vì mấy vị nói có những kiếp á, con cũng là ác lắm á. Những kiếp con rất là hiền, nhưng mà con đã là Phật rồi, thì Phật giống như trong chùa mà nó có ông mà lưỡi dài, ổng là Bồ Tát, nhưng mà những chúng sanh lì lợm ổng cũng nuốt lán hết à. Thời nay chỉ có một cái là 40 năm nay Kiệt này được hồn thiên trong núi và mấy chư thần, mấy chư Phật huấn luyện. Sau này con á, phần đạo thì con đã làm rồi, làm cũng tạm được rồi đó, mấy chục triệu người rồi đó. Về phần đời mà con mà làm mà không có đổ giọt máu ở trên nước Việt á, thì lúc đó về trời ta sẽ thưởng cho con cái bông sen khổng lồ. Mà cái đó là khó nhất. Một cái thằng mà ngày nào nó cũng chửi mình, nó cũng mấy mình giống như cái đám Long Hoa Mật Tạng á, cái đó là cộng sản lập ra đó, mà giờ vô minh lắm, nó cũng chẳng biết chánh là tà nữa. Đó mà con nói là thiên tử giả đó. Trước khi chuyện này xuất hiện năm 2018, nó có khoảng mười mấy thiên tử giả mà của đảng cộng sản lập ra, tại nó cũng biết được, nó nghiên cứu sấm cơ. Quý vị nên nhớ nghe, kinh điển Đức Thầy á, nó cũng nằm ở trong Pentagon của Mỹ. Tại thời xưa Mỹ vô Việt Nam đó, Mỹ là người tin những cái tiên tri nhiều nhất, cho nên tại sao những nhà tiên tri của Mỹ, Jean Dixon hay Notre Dame đều là Âu Châu hải ngoại không, họ tin hết. Thì cộng sản nó rất là khôn, đó là mưu mẹo của Bắc Mao á. Thì hôm nay họ cũng đóng lắm, mà họ cứ vô mình, họ làm mấy cái dấu trong mấy kênh của con á, mấy đứa nào mà thấy họ đó,
thì tự mấy con biết họ làm sao. Chứ còn họ rất là bất kính, sẽ bị tiêu xác tiêu hồn. Thí dụ mình có thể làm vàng giả được nha, hộp sòn giả được nha. Nhưng mà không có thể nào mà làm thiên tử con trời giả được. Bộ cha đi nhìn lầm cái thằng ma quỷ con cha. Có gì cứ nghĩ thử. Thế là Kiệt từ bi, Kiệt khấn giùm cho tụi nó. Mà khấn chỉ 3 lần thôi, chứ không có thể khấn nhiều được. Vì nhân loại chúng ta còn ngây ngô lắm. Tuy có nhục số không phải là Phật tử cờ gật cờ gù, nhưng cũng rất là ngây ngô. Tại vì họ dùng mỹ từ, Kiệt này không có dùng mỹ từ, Kiệt này dùng ớt từ. Nói thẳng, nói thật. Mục đích của Kiệt miễn sao người đó thành Phật là Kiệt vui rồi. Nói kiểu nào không biết, giận cũng được. Miễn người đó tốt là Kiệt nói. Không có vụ lợi. Những họ thiên rất là hồn nhiên tự nhiên. Đứa nào thích gần với hổ thì cứ gần, làm chuyện động trời với hổ không có có giận. Nhưng mà dù chỉ né né thôi. Tự động biết quê rồi thay đổi thì bắt đầu nói chuyện lại. Chứ đã là sư phụ từ đời này thì nó sẽ đi nhiều đời kiếp nữa. Mình không muốn tạo ra những cái gọi là bad memory, kỷ niệm xấu. Tại vì thế gian là kỷ niệm, nhưng mà thật sự cái nó mang vào cái lại giới thức gọi là một cái nghiệp á. Thí dụ hôm nay mình la đệ tử mình nặng quá, cái về trời cái nó nhớ sao hồi xưa sư phụ với Trần la con nhiều quá. Rồi không có la đứa nào hết. Đã là thầy trò đời này đi nhiều kiếp, sư phụ sẽ về trời kiếp này. Có những đứa đệ tử mà tu hành không có tinh tấn á, chỉ là theo sư phụ mà không có chịu đọc kinh ngồi thiền á, có thể ở lại kỳ quá không. Thì lúc đó thì sư phụ sẽ về lậu đầu lên. Không phải đứa nào cũng được về kỳ này hết đâu. Cũng giống như mấy đệ tử lớn tuổi nè, cứ thích nghe chuyện phong thần không à, nghe chuyện trên trời thì thích, mà kêu ngồi đọc kinh với ngồi thiền với Yến Di Trang nữa không có ai chịu ngồi hết. Cứ nghĩ y rồi tới ngày đó sư phụ tôi Thiên Tấn Kiệt, ông chỉ nhờ mấy ông rồng cổng cái là chặt cái là về, không có chuyện đó. Sư phụ nhờ một chuyện nhờ mấy ông rồng không đồng ý thì sao? Mấy ông rồng thương sư phụ thì mới cổng 6-7 người trong gia đình sư phụ về. Bữa hổm cha đó là từ bi, cha độ được mấy chục triệu người chết trong những cái năm gần đây. Nhưng những cái đứa mà dự buổi lễ đó thì cha thấy cảm động. Chắc bữa đó ông Trinh nó đích thân nó nấu mà đãi cho mấy ông thiên tướng. Ok, củ quyền của mấy đứa có dự buổi lễ đó được độ hết về trời hết. Thì đó là đặc biệt đó. Cũng giống như bây giờ cái thằng bồ vũ phu ác ôn, nó ra nó cà cà lại để nó dùng chiêu này chiêu kia nó dụ lại. Nhưng mà khi mà tình đã đứt rồi khó lắm. Bây giờ bất trọng, bây giờ lớn tuổi thì đạo ham muốn gì nữa. Bất trọng chỉ cần hôm nay cứ lơ lơ quá không là lưu danh thiên cổ. Còn hơn là thiên cổ dèm pha. Muốn kiểu nào là ăn thua bây giờ. Muốn lưu danh thiên cổ hay muốn thiên cổ dèm pha. Sau này tất cả tượng của Bác Hồ mà, nó hai Bác Hồ mình nói để dễ hiểu nha. Bác Hồ Trung Cộng đi, Bác Hồ TC là Trung Cộng mà. Thì mình vẫn để im, thấy không? Rồi sau này mình để hết tượng của tất cả những lãnh đạo của Việt Nam, không cần biết bao nhiêu ông, để hết.
ở trong đó mình để một đống mỗi hoa hồng, một bên để một đống trứng gà thúi với tomato, rồi thử coi sau này 10 năm sau hay là 20 năm sau thế hệ trẻ nó sẽ suy nghĩ gì. Tất cả sách gì không cần biết, cái hộ tái sanh lại không có đốt như kiểu Tần Thủy Hoàng nữa, mà để lại hết để cho hậu thế đọc, đọc để làm chi, nó cười bể bụng. Bây giờ cái thực tế rồi, nó hiểu rõ rồi, đâu phải là dễ dụ dễ gạt như thời xưa mới vậy nói. Cho nên mình để im, mình để im chừng nào thì hậu thế sẽ ngộ ra nhiều chừng đó. Nhưng mà ông bên để trứng gà, ông bên để bông hồng, và ông nào được được để bông hồng nhiều, ông nào được trứng gà nhiều. Ông nào mà giữ chức cao á thì sau này mình làm một cái museum, phải không? Sau khi sáu triệu dân hiền về một nước Việt mới rồi đó, mình làm vậy á, chứ không có nhiều chiêu vui lắm. Hậu thế những đứa nhỏ sau nó đọc bao nhiêu kinh sử rồi á, lúc đó. Ok, nói vòng vòng nãy giờ không biết bao lâu. Ở bên kia mấy anh ở bên Úc qua có gì không, này lấy cái microphone này hỏi nè. Qua đây ngồi đi, ngồi niễn niễn. Bữa nay tôi ngủ con bên cái cổ nó hơi bị chặt cho nên là không có ngó, mà đừng ngó dưới này nè, lấy ghế ngồi dưới này nè. Bữa nay cũng có duyên đến chào anh Kiệt. Tôi cũng đến từ bên Úc, đi có duyên đi qua đây. Thì cũng có nghe được cái clip của anh nói trong từ cái clip hai ba mấy á, thì có nghe được vài clip. Thì thấy bên đây có những cái thấy anh khai mở cái Thiên Long Sơn này, thấy cái công viên này, thành ra cũng hiếu kỳ rồi đến đến viếng thăm. Anh cứ đây im vậy. Trước thì đến viếng thăm rồi cũng thắp nhang những chi vị thiêng liêng trên đây, rồi cũng bữa nay cũng đến giờ dự thính để nghe anh giảng. Rồi anh dùng chữ giảng tôi thấy quê, mặc áo này mà giảng gì, mình nói chuyện vu vơ. Có nhiều người giờ hỏi chỗ anh lập cái đạo rồi giờ anh còn ca nữa, cái gì thôi. Tôi ca là ở trên kêu ca để độ cho mấy thằng chỉnh chỉnh say say, nhưng mà nó cũng là có tâm tốt. Khi nó say vô nó nghe tôi ca sĩ ca lẻ không còn biết, mà nó nghe được âm thanh tôi có điển vào lỗ tai rồi là từ từ nó nghiên cứu tôi là tôi độ được. Cho nên người nào đã tin Thiên Long Kiệt thì cứ vững lòng tin mà tin. Còn chuyện Kiệt làm thì nó cũng có cái chuyện của Kiệt làm. Nói chung là đừng có ca quá tệ vì chúng luyện trứng gà được. Ca tạm tạm. Thưa cô ca thấy ok không? Tạm không? Chứ không có nổi mà nghe chán mà. Kiểu như Hải mà ca bản giải tán đám đông á, cậu mỗi lần lên giọng ca lại cũng đi ra hết. Bóng này mình không có nổi tệ kiểu đó thì được rồi. Thông qua giảng pháp anh, tôi mình không có tu ngày nào, chưa có phước đi tu. Muốn nhiều lần lắm mà mỗi lần tính đi tu cạo đầu, để trên gõ đầu, hey, chưa xong. Thì từ đó mới ra Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, Thiên Long Thổ, Thiên Tùm Lum nè. Chứ còn năm 2007 á, thời đó còn độc thân á, mà tu á là bây giờ mình không có chỗ mình ngồi đây rồi đó. Cũng chẳng có đạo Thiên Tâm luôn, cũng chẳng có núi Thiên Long Sơn luôn. Thì mình không có dám dùng cái chữ giảng pháp, mà là mình nói chuyện vu vơ. Đã hiểu thì hiểu, còn giảng pháp nó có mấy triệu tăng ni Việt Nam giảng là cái đó nghề của người ta mà. Nghề tu là nghề của người ta, nghề tôi không, tôi chỉ biết tu thôi, tôi chỉ biết thay đổi bên trong thôi. Thiên tâm là sao? Thiên tâm ra đời là xuất chúng hơn người thường. Ở trong tu, tu tại tâm chứ không phải tu cái áo. Là ở trong mình tu bên trong, mình thay đổi từ phía bên trong. Hôm qua mình còn ra đường nhìn gái cẳng cao đẹp, mà nếu mà mình đạo thiên tâm thì tự động mình có thanh gươm vô thần, mình chém có đối đức. Thì mình tu từ trong tâm, chứ mình không tu cái hình thức. Đó là cái đạo mới ra đời là vậy. Đời thì cho nó
đáng đúng đời. Đạo thì cho nó đúng đạo. Đó là thiên tâm. Nó khác hơn tất cả những cái đạo khác từ xưa đến nay. Cả những cái đạo mà đi từ Moca tới Meca đó, sùng quá thành ra cuồng tính. Đạo thiên tâm mặc đồ vét, mặc cà vạt, lúc nào mà lên mà nói chuyện đó, thì một nhà thông thái lỗi lạc. Còn lúc mà mình ngồi một mình để mình chiêm nghiệm, mình sửa đổi, và mình có những công thức 12 giới luật, miễn sao giữ đúng 12 giới luật, thì chúng ta sẽ được về trời cõi trời. Cha rất là đơn giản. Tại vì trong tương lai nhân loại không có rảnh đâu mà họ 32 giới, rồi đủ thứ kiểu giới kiểu bên chùa, rồi lúc nào cũng khúm núm. Không có, mình cứ bình thường hết, mặc áo đời thường hết. Nhưng mà tâm của chúng ta là tâm Phật. Đó là bề trên cho cái đạo thiên tâm thời đại như vậy. Kiệt tuy không phải mặc áo vàng, nhưng mà cha nói sao? Đời của Kiệt là cuốn cuốn kinh sống. Thiệt, một vị Phật sống. Thì Kiệt mặc áo đời thì quý vị sau này đệ tử họ Thiên cũng mặc áo đời. Một chút mà đi nó họp hành với mấy kỹ sư Di Mạch thì phải chỉ cho nó làm cho đúng con Di Mạch. Còn lúc mà đi bộ với đệ tử thì hòa đồng với đệ tử uống nước gì mình uống nước đó, đệ tử ăn gì mình ăn đó, rồi mình biết được cái gì đúng cái gì sai. Mình không có dễ để mà nghe lời dụ dỗ của người này người kia. Đệ tử họ Thiên đứa nào cũng có một cái sự tỉnh thức rất là cao, không có phải mà thầy nói cái gì tròn nghe cái đó. Nhưng như những nơi khác thì welcome anh tới nước Mỹ. Nhưng mà anh ở tiểu bang nào vậy? Dạ, tôi ở Melbourne. Melbourne hả? Dạ. Ở Melbourne bển tôi cũng có bà con đó nghe. Dạ. Tôi cũng có mấy bà chị bạn gì ruột bển. Nhưng mà chị với lúc mà tôi giờ tôi xấu hổ tôi gặp bà con tôi lắm. Tại gặp mấy bà mày cái này sao mày ngổ quá. Mình cũng không biết là tính sao nữa. Hay là tại vì cái này cũng khó mà giải thích. Anh em cũng vậy. Không, họ biết tôi hiền nhưng mà giờ mình lên trên đây là mình nói chuyện rồi những ngày đầu á họ cũng lo tôi lắm. Trời ơi, coi chừng á mày nói đụng chạm tới mấy ổng á là mày về Việt Nam ông bắt mày bỏ tù. Trời, không đụng chạm sao độ được mấy ổng. Hôm nay cuối cùng rồi, thật sự 4 triệu đảng viên mấy ổng không có ghét tôi. Chẳng qua mấy ổng không có dám bộc lộ để mà binh tôi thôi. Chứ tôi nói sự thật, tôi nói đúng. Ở trên nói vậy á, chứ dù không có gì để đo lường phải không? Thường thường chứ phụ thăm dò thử cái tâm của mấy ổng nghĩ gì, dân Việt Nam nghĩ gì mấy gì nói. Tăng ni cũng vậy, tăng ni chân chánh nha, chứ không phải tăng ni mà kiểu tiền kiểu bạc. Rồi ở trong ngườm máy, mấy ông rất là thương tôi, nhiều lắm. Thì vì là tôi là thật, người thật, việc thật. Tại sao? Là vì nó không phải một cái kênh Ngô Tấn Kiệt official này á. Giống như người ta nói cho đã, cái xóa bỏ làm kênh khác không có. Tôi có nguyên cái mặt nằm đây nè, nguyên cái núi 500 mẫu nè. Tôi có cái hãng kênh tí á, bấm Google đi, muốn vô gõ cửa, muốn hỏi gì tôi trả lời. Tôi không có phải là nó nằm y chang vậy đó. Nó khác hơn là những cái YouTuber kia. Còn này không phải YouTuber nha, cái đài này gọi là đài của thiên đình. Thế giới hôm nay mấy trăm quốc gia, người Việt được chọn, và núi Thiên Long Sơn được chọn là một cái nơi duy nhất của quả địa cầu này được biết thiên cơ và được lộ thiên cơ cho nhân loại để mà thoát qua được cái cảnh sàng lọc. Cha rất là từ bi, hội đồng chư Phật rất là bác ái. Họ không có muốn nhân loại chết nhiều. Mục đích là làm sao? Mục đích trên là gì? Miễn làm sao cho một cái thế giới mới sống thánh phàm đồng cư địa. Cái ngày sau này mình sống như người thánh vậy. Không có ganh giới, cũng chẳng có hận thù, hơn thua, cũng chẳng có tiền, có bạc. Nhân loại sau này thông minh mà khôn lắm. Nhưng mà muốn được như vậy cũng không có sự đổ nát của những cái tòa nhà building mà mình đã gầy công xây dựng bao nhiêu năm nay những thành phố. Và cái quan trọng nhất, nhân loại giàu cho có sai cỡ nào, Thượng Đế và Chư Phật cũng dẫn cho con đường quay đầu lại.
Có nghĩa là không có chết nhiều, giống như là kinh giảng đã nói 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 ra Thái Bình. Cũng không có giống như mà Venga nói là Âu Châu sẽ không có bóng người. Kiệt này điều khấn mấy cái đó qua hết rồi. Và đồng thời Kiệt cũng không có thích những cái quốc gia nào mặn hay lớn, mặn hay quốc gia nhỏ. Cho nên ngày mà Nga mà tấn công Ukraine, Kiệt này cũng khấn hôm nay nó sẽ thua, nước Nga sẽ điêu tàn á. Cho nên nói Trung Cộng sẽ 9-5, 7 chắc chắn luôn. Ngài Đạt Lai Đạt Ma sẽ về lấy lợi quốc gia của ổng cùng với Thiên Tấn Kiệt này để mà gầy dựng lợi nước Việt cường quốc. Hai người có quyền lực từ trên trời xuống để mà giải phóng cái quốc gia của mình, để làm cho quốc gia của mình cường thịnh, đưa dân tộc của mình lên thành một sánh vai cùng năm châu. Và đồng thời cái đạo Thiên Tâm sau này thế giới sẽ kính nể. Thì kính nể ai? Kính nể 100 họ người Việt. Sau này người Mỹ sẽ biết đạo Thiên Tâm hết á, thì họ sẽ thương ai? Họ sẽ support ai? Thì anh ở xa xôi, anh nghiên cứu về Thiên Tấn Kiệt này, anh có gì muốn hỏi anh cứ tự nhiên hỏi, mặt gặp mặt rồi nè. À, sẵn đây anh nói thì tôi cũng có muốn có hỏi anh là, như anh nói là cái bên Thiên Tâm thì anh sáng lập ra thì có những một số tín đồ theo anh như vậy, thì sẽ anh sẽ đưa về về trên, rồi những cái tôn giáo khác mà nếu mà người ta thành tâm tu như rồi cũng có cơ hội về được hay không, hay là phải đi qua bên bên cái nhánh của anh mới đi về trên được? Thứ nhất, đạo Thiên Tâm không phải tôi thành lập. Đạo Thiên Tâm đã có từ ở tầng trời đâu xuất thuyền của Phật Di Lặc đã mấy nghìn năm rồi. Tiên chúng ở trển cũng y như dân chúng ở quả địa cầu chúng ta, họ cũng đang theo đạo Thiên Tâm. Đó là lý do tại sao ai đeo dấu Thiên Tâm thời nay rất là màu nhiệm, là vì 36 tầng trời hội đồng chư Phật Thiên Long Bát Bộ đều biết cái đạo này và theo đạo này. Đó là đạo của Thượng Đế. Tất cả đạo trên thế gian này, anh nên nhớ một quy tắc duy nhất, chỉ có con của Thượng Đế mới lập được. Từ đạo Ấn cho tới đạo Hindu, đạo Shiva, whatever, tới Mohammed và tới Chúa Giêsu cũng là con của Thượng Đế. Hôm nay tôi thừa nhận là tôi cũng là một trong 12 người con của Thượng Đế. Ngày xưa tôi chấp nhận mà đóng một cái màn hình gắn gọn, phải không, ba cái đinh. Hôm nay tôi không chấp nhận chuyện đó, vì phân nữa rồi đây nắm giữ giang sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài. Đó là bài kính thiên, đó là một bài kinh rất là quan trọng cho cái nhà quả địa cầu chúng ta hôm nay. Thì anh nghiên cứu bài kính thiên số 1. Thì phân nửa còn lại tôi chưa có làm xong. Tôi không có chịu 3 năm rồi tôi đi. Tôi còn 30 mấy năm nữa. Tôi 88 tuổi tôi mới đi. Cho nên ai mà ghét tôi á, gán ghét thêm 3 mấy năm nữa. Thì trả lời câu anh nói, thứ nhất, tất cả đạo trên thế gian đều là giống nhau hết. Chẳng có đạo nào tốt hơn đạo nào. Anh nghĩ đạo Công giáo tốt hơn đạo Phật không? Cũng chưa chắc. Anh nghĩ đạo Phật tốt hơn đạo Công giáo không? Chưa chắc. Đạo Phật mấy nghìn năm nay họ cũng vẫn còn chống đối nhau. Nam Tông, Bắc Tông, ăn chay, ăn mặn, và phe này, phe kia. Còn Công giáo cũng vậy. Hết hội này tới Tin Lành kia. Chẳng có đạo nào là siêu hết. Anh thích ứng với đạo nào thôi. Và cái nào mà anh có duyên ở cái tiền kiếp. Đạo Thiên Tâm. Thiên là trời, là Thượng Đế. Tâm là cái dạng vật do tâm chuyển. Mình thành Phật không là do cái tâm, chứ không phải do cái óc mình nha anh. Do cái tâm. Tâm nó xoay chuyển. Thì tâm, thiên là trời, tâm là Phật. Thì thờ cha độc nhất thần. Trong tương lai không có một đệ tử hội thiên nào được thờ hình tượng của Thiên Tấn Kiệt. Chỉ mấy con mà có thương cho phụ để cái hình ở trong treo tường mà treo ngang thôi nghe. Không có cái bàn cây hương nghe. Thờ cha với mẹ thôi. Sư phụ ơi, hôm nay nhớ sư phụ quá, xuống cả con bản. Thì sư phụ về cả con. Nhưng mà không được thờ, không được đốt nhang. Thì
chỉ có thờ một mình Thượng Đế. Rồi đạo Phật họ tu, họ cứ bị mấy ông thầy dụ là giảng sanh. Thật sự không có chuyện giảng sanh đơn giản như vậy. Ở trên trời tất cả đều là thiên hết. Tiên nó khác hơn thiên, tiên nó cao hơn là những cõi tiên. Cõi tiên là thấp hơn. Tại cái danh từ thế gian của mình, sau này từ bên Tàu qua tiếng Việt người Pháp cho, cho nên danh từ nó không có đúng. Thì hôm nay mình có vậy mình xài tạm vậy. Nhưng mà trên kia Thượng Đế là cai quản tam thiên đệ thiên thế giới, ba mấy nghìn chúng sanh khác, hình thù khác, tiếng nói khác, ở những cái tầng trời khác là do cha cai quản hết. Riêng cái trái đất nhỏ bé này là do Phật mẫu mẹ với sáu mẹ ngũ hành cai quản. Rồi thì mỗi quốc gia có mỗi một mẹ, như quốc gia Việt Nam có thánh mẫu Liêu Hạnh, rồi ở Pháp cũng có mẫu Pháp, nhưng mà mẹ châu Mỹ, mẹ châu Âu, mẹ châu Á, mẹ châu Thái Bình Dương, mẹ châu Phi, thì mỗi một mẹ đó đều cai quản biết bao nhiêu quốc gia. Nhưng mà những mẹ đó cũng kỳ cũng đã từng tiếp xúc. Bên kia họ là một thôi, trên trời cũng là một. Cho nên anh tu đạo nào anh cũng về trời hết, nếu mà anh tu đúng. Ở trên trời nó cũng có đạo tà nữa, xuống đây họ cũng có quyền lập. Tất cả những người nào giỏi thì có thể làm một cái thế giới riêng, cũng giống Đức Phật A Di Đà, họ ngài có quyền lực. Thì ai mà về cõi ta thì ta độ. Kiếp này ở trên trời cũng có một thế giới riêng, cũng giống như một dương gia dưới cha vậy đó. Nhưng mà cũng giống như Kiệt làm mayor ở thành phố này, cha thì làm tổng thống coi hết. Có thể con Trump làm mayor hay là thống đốc một tiểu bang thì Kiệt cũng có một thế giới. Cho nên nhiều tiên chúng mà ở tầng trời á, mỗi lần mà Kiệt có chuyện dưới đây á, là họ cũng xuống, họ giúp Kiệt. Tại vì trên kia Kiệt là cũng là giống như người họ thương vậy đó. Ở thế gian này việc lập Thiên Long Sơn, lập đạo cũng là tạo ra một cái thế giới riêng. Những đứa con họ Thiên hôm nay mang họ Thiên về Thiên Long Sơn thì đi về trần chúng ta đều gặp nhau hết á. Rồi ở trên trời những cái vị tiên trưởng họ có thần thông giỏi, họ có thể lập một cái cõi riêng của họ. Rồi họ đi xuống thế gian này, họ đặt ra cõi Á Di Đà thật là có thật, ai tu giỏi về cõi của ta. Bữa nay vì có mấy đứa đệ tử thì hứa là để mà coi giùm á, thì cái đệ tử Trang ngồi đặng á, thù nói đây lương đường con cho nói không qua đây ngồi. Trang này là một ông tiên, không phải một nữ, không biết sao vậy, mang thân nữ nè. Cũng ở trên cõi trời mà đã là tu ba kiếp rồi. Cũng ở cõi trời xuống cho nên giờ cũng đọc kinh vậy. Rồi có một mấy đệ tử ở Houston bữa. Thì trong đó một số, đến ngày đến giờ khi mà mình hiểu về cha mẹ, hiểu cái đường đi đúng đường rồi đó, thì tự nhiên cái chuyện gia đình nó lại lục đục xảy ra. Đó là hiện tượng rất là thông thường. Nhiều lúc thấy thằng chồng thấy phát chán. Có nhiều lúc thằng chồng lại cũng là đệ tử nhưng mà không biết họ Thiên có gì. Thì là không phải là do sư phụ cúng, không phải là do núi Thiên Long Sơn, không phải là do Thiên Tâm, mà là do cái A Lại gia thức của mình. Đến lúc mà mình bị thức tỉnh trên cái não của mình á, thì mình thấy cái điều đó là không đúng nữa. Thì bữa nay sư phụ soi có một số đứa thì mới biết được. Thì ra nhà ngươi là đàn ông, đến khi nhà ngươi khai trí ra rồi, cái nhà ngươi tu giỏi quá rồi đó, cái nhà ngươi chán đàn ông. Tại đàn ông đàn ông, nhưng mà mang thân nữ, đẻ ra ba con cứ đẻ thôi. Ở này dễ ợt, bây giờ cái tinh trùng nhân tạo cũng đẻ được mà. Huống hồ chi sống vợ chồng, nhưng đến một lúc á, những đứa nó không phải là phụ nữ thì tự nhiên nó lúc nó chán chồng đó. Thì Kiệt biết có mấy đứa thì mình mới biết được. Cái mình hỏi mấy vị, ủa sao kỳ vậy, thì mình cha mới giải thích.
Tại Kiệt cũng như nhà bác học hiểu không? Ngồi suy nghĩ. Cái gì nói chỉ có thế gian này cái trình độ quá thấp, cho nên họ không hiểu. Ở những tầng trời mà dục giới, nó có 5 loại gọi là giới tính. Nam với nữ là bình thường phải không? Nữ với nữ trên trời cũng có nữa. Nam với nam cũng có. Rồi nam âm nhiều gì cộng với nam dương cũng nhiều nữa. Và đồng thời nó có một giới tính nữ có thể tự sanh cũng được. Ở trên trời sanh được nha. Sanh gọi là quá sanh, sanh bằng nách. Chảnh cũng như mình, như chúng ta, cũng yêu đương mà. Và đồng thời đàn ông cũng sanh được, đàn bà cũng sanh được. Cái bữa nay mới thấy hình lạ. Bởi vì nói cả loài cây cỏ cũng vậy, nó cũng có 5 giới tính. Tất cả loài thú cũng vậy. Từ con này con kia nó cũng có con này con đực thích con đực, con cái thích con cái, mấy con để ý mấy con chó này, con mèo gì đó. Thì mấy vị mới giải thích mình nó quảng hồn. Vì nhân loại chúng ta trí tuệ quá thấp, cho nên họ chưa có chấp nhận những cái đó. Khi những cái gì mà mình lạ mà mình học không tới thì mình cho cái đó là dị thường. Nhưng mà đó ở bên tầng trời mấy vị nói là rất là bình thường. Thì mình nói ra cái này mình không phải là bên mấy thằng Rainbow nha, mấy thằng nhưng mà ở trên giải thích, ra dù giải thích trên mạng gì đó. Cho nên từ nay các con phải hiểu là cái giới tính là những cái thiên chẩn cũng vậy. Thì cho biết con là đàn ông đã tu mấy kiếp rồi, sư cô, ni cô, hòa thượng rồi, gắn tu tiếp. Nói này biết mấy đứa mà bên kia nó nghe được chắc nó cũng tự nó hiểu sư phụ nói ai đó. Ở sư phụ âm thầm có nhiều đệ tử nó giữ bí mật lắm. Trừ khi nó cho sư phụ bật mí thì sư phụ bật mí. Nhớ đệ tử này cũng vậy nè, cười ngồi cười. Đạo thiên tâm nó có từ ở tầng trời đâu xuất thiên. Dấu hiệu này là dấu hiệu của Phật Di Lạc. Trong sau khi chiến tranh xảy ra từ Trung Đông, nó lan ra toàn thế giới, và nó lan qua Á Châu, Biển Đông. Thì cái clip số 2 nãy có nói, thì lúc đó cái thế giới này nó gọi là không còn control nữa được. Khổ quá rồi. Trời ơi cứu tôi, Phật ơi cứu tôi. Thì lúc đó Phật Di Lạc sẽ xuất hiện. Ngài sẽ dùng cái dấu hiệu thiên tâm để mà đánh động tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới. Hôm nay sư phụ ra cái dấu hiệu thiên tâm trước để cho nó có cái con đường. Chúng ta, sư phụ nè, cũng giống như ông Trung ở ngoài đó vậy đó, giống như ông Chính vậy đó. Thì mình phải cắt cỏ, mình mới có đường đi lên trên đỉnh núi, hiểu không? Thì chúng ta là những người cắt cỏ dọn đường cho tương lai của một cái thế giới thanh bình. Những đứa họ thiên hôm nay theo gần sư phụ là đều có đại công đức độ chúng sanh thời mạt pháp. Nếu chiến tranh thứ ba không xảy ra, Phật Di Lạc không xảy ra, Đức Thầy không xuất hiện, sư phụ mà cứ lên kênh này nói hoài, con nghĩ đến ngày sư phụ đi, cái đạo thiên tâm nó có thống nhất thế giới nổi không? Khó lắm á. Lâu. Nhân loại cũng sẽ còn đạo thiên tâm, nhưng mà nó lâu lắm. Tại một cái đạo khi ra đời rồi là mỗi ngày nó thêm. Tại vì một người trong gia đình thì cả gia đình rồi cả dòng họ, nhưng mà nó lâu. Mà cái này mình làm lẹ lắm. Một đời này các con sẽ thấy thời vàng kim. Những người nào 60-70 tuổi cũng sẽ chứng kiến cái thời này. Huống hồ chi bây giờ á, mấy người Mỹ á, nó theo đạo Phật, nó ngồi thiền cũng nhiều. Thì gã nó biết là cái ông mà ngày nào nó cũng khấn và đã xuất hiện rồi, thì kinh điển đúng rồi, Notre Dame nó đúng, Venga nó đúng, Jean Dixon nó đúng, thì giờ nó theo lẹ lắm. Thì vừa đạo công giáo họ qua đạo thiên tâm rất là dễ, họ không có mất đi cái tín ngưỡng của họ, đó là vẫn là thượng đế là tối cao. Nhưng họ bắt đầu họ tin có nhân quả, thì họ học theo cái lối của Phật, tức là triết lý của Phật, thì họ đâu có mất. Còn bên Hồi giáo họ cũng chẳng mất luôn. Allah, Allah, Allah là ai? Dịch cái tiếng Việt Nam là Thượng Đế.
Thánh A-la, kêu là A-la là cha đó. Thì họ rất là hung dữ, họ không có tin nhân quả, tại vì đạo Công giáo, đạo Hồi với đạo Do Thái giáo đều là một nguồn gốc, đều là cùng chung một nguồn gốc mà ra. Thì khi mà họ biết được có nhân quả, và hôm nay người mà sáng lập đạo của họ đã tái sanh, khi mà họ biết chữ tái sanh thôi mà họ tin rồi, thì là họ biết có nhân quả rồi, chết đâu có hết. Nhưng mà đích thân người đó phải tái sanh thì họ mới tin. Chứ ngày xưa giờ cái thụ chưa xuất hiện, ngày bao nhiêu thầy Tây Tạng đi khắp thế giới có nói kiểu nào nữa, họ biết là đúng á, nhưng mà họ vẫn giữ cái đạo của họ, họ không có ngã theo. Rồi từ từ đi qua một thế hệ, hai thế hệ, đến một ngày Phật Di Lạc có thể thứ 7, thứ 8, Đại Sư Phụ là số 2 nghe, số 1 thứ thiệt thì chưa xuất hiện. Cũng giống như mỗi một ca sĩ giỏi với ca thì lúc nào cũng đi sau cùng á, thì Sư Phụ đi trước. Nhưng mà số 1 sẽ xuất hiện trong một ngày gần, hồi Long Hoa, lập hội Long Hoa. Số 2 thì đang ngồi đây chót chót. Số 3 chưa xuất hiện, có thể số 3 đó, số 3 sẽ tuyên bố tất cả các đạo đều hành đạo thiên tâm hết. Thì lúc đó cùng một cuốn kinh thiên tâm hết. Còn hôm nay ai mà đụng tới cuốn kinh Koran thôi là quốc gia nó nẻ bom qua liền đó. Nguy hiểm lắm. Mình không có đụng chạm lúc này. Cái gì nó cũng có thời cơ, là có thời gian của nó. Nên ông tiên tu, cốt tiên, hôm nay cũng tu nữa nên là hợp nhau hai chị em. Xưa cũng đã tu rồi, hai người này hợp. Ok, anh bên Úc qua, anh có gì tâm sự anh cứ nói đi, cho em uống nước một chút. Hả? Nói đi, bật âm lên nói. Đâu hết pin âm bấm vô coi. Bữa nay gặp anh thì tôi cũng có một cái trong lòng muốn thắc mắc, muốn hỏi. Hỏi đi. Thực sự là tôi cũng có bén duyên trong cái thế giới tâm linh cũng một thời gian. Thì mình cũng tự tu tự tiến rồi tự thiền ở nhà cũng thời gian dài rồi mà cũng không có đi chùa mà cũng không có đi nhà thờ, thì cái tiện thì ghé chùa với nhà thờ thì mình cũng thắp nén nhang, mình kính lạy những vị Phật rồi vị Chúa vậy thôi, nhưng còn về nhà thì mình cũng tự lo mình tập thành thiền thôi. Nhưng mà cái thiền của tôi thì mục đích là để cho cái tâm mình nó an thôi, chứ cũng chưa có biết gì hết. Thì tập thời gian thì mình cũng hiểu chút xíu về tâm linh, thì ví dụ như nghe cũng băng bánh nói thì tôi cũng không có hiểu được một vài vấn đề tâm linh về bên trên. Nhưng mà cái mà muốn hỏi là tại vì giống như cái bên anh mới giảng ra thì bên thiên tâm là chỉ mới ra gần đây thôi, còn tôi thì tôi tập một thời gian rồi thì không biết là mình có đi về chung cái nhóm của anh hay không, hay là mình về bên một cái nhánh riêng nào đó theo cái tâm linh của mình. Thì sẵn đây xin anh để giải thích thêm. Anh đang tập cái gì? Theo ai? Thì ngồi thiền. Anh đang theo kiểu của ai? Của Vô Vi á. Của thầy gốc lại. Ông Lương Sĩ Hằng á. Lương Sĩ Hằng á thì ông Lương Hằng xuống cứu anh. Nếu mình đi đó thì về bên ông Lương Sĩ Hằng ông cứu. Thực sự tất cả này nói nhiều lần rồi, nói lại cho anh hiểu, nên anh coi không hết kỹ hết. Tất cả những cái người mà hôm nay mà làm hư đạo đi nữa cũng là nhiệm vụ của họ. Ví dụ giống như mấy ông thầy đây mình thấy, là vì nghiệp của chúng sanh nó cần ma tầm ma, quỷ tầm quỷ, ngu tầm ngu, mã tầm mã.
không có những cái gì ông thầy mà quậy á, thì những cái Phật tử này quậy họ đâu có tới tôi. Ở đây thiếu gì thầy quậy. Mỗi thầy quậy mỗi lần mà tổ chức khóa tu là 500-700 thu vô mấy triệu bạc. Còn Kiệt này nói chuyện chỉ cần tô cơm nước tương ngã chai nước thôi à. Mà ở đây rất là nhiều, mà cái thời đại này rất là nhiều. Mà vậy mà những cái người đó đó, khi mà bị đi sai đường rồi đó, lúc đó mới trở lại kiếm tôi rất là nhiều. Đây mấy con thấy đúng không? Theo ông này ông kia học thiền kiểu này kiểu kia, rồi nói là tử mình nè, thầy rủ gì á đủ hậu chính ô đủ kiểu hết. Nhưng mà những người này đầu tiên làm gì mà chịu nghe tôi nói, cho nên phải bầm dập. Đó là do một bài học, do cái nghiệp. Cũng giống những Phật tử mà nói cà gù cà gật, thật sự họ cà gù cà gật, nhưng mà khi mà họ tình cờ có người bạn nào mà hiểu về Kiệt á, thì bạn của họ từ từ cũng nói cho họ biết, thì lúc đó họ cũng trở về chánh đạo. Tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Đó là lời của Phật nói, bài Kính Thiên số 2. Phật Mẫu nói cái đó. Phật Mẫu là mẹ của tất cả các Phật, mẹ Phật Di Lặc, mẹ của Phật Thích Ca, mẹ của tất cả các chư gì. Phật Bà Hóa Nam là chiếc thân của mẹ, mẹ Mara cũng là chiếc thân của mẹ. Mà mẹ nói vậy, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Chứ mẹ đâu có nói tà giáo xuất hiện nhăn răng le lưỡi để mà hù cho mình biết nó lại. Nó phải dạy đủ kiểu vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi là chúng sanh có nghiệp của chúng sanh, rồi những vị thầy đó sẽ lãnh nghiệp của họ. Nhưng những chúng sanh đó qua học những bài học đích đáng á, thì lúc đó mới tìm tới Kiệt. Còn Kiệt này đâu phải dễ có thể nói chuyện ai cũng nghe được đâu. Rất là khó nghe. Ta nhìn cái mặt ta thấy mắc ghét rồi sao nghe được. Mặc cái áo kiểu này họ bị chát. Họ chỉ thích nghe đại chúng. Đại chúng bữa nay dùng ẩm thực chưa? Đại chúng đại khái nói chuyện danh từ của Phật nó cũng một cái lối nói chuyện thôi. Cũng như luật sư đó, nó gọi là chê chữ. Chuyện này nói chuyện cái đó dư sức. Nhưng mà mình đang lỡ đi tông này, lỡ đi đang đi cái tông chính trị rồi, thì mình cứ giữ cái tông này luôn đi. Đổi tông này cũng được á, nhưng mà chờ cho hụn thời gian dù đổi tông. Dạ dạ, đổi tông xuống không? Miễn sao mục đích mình đi đến để mà làm cho nhiều người có lợi lạc mới là quan trọng. Chứ không phải mà để kéo phe, kéo nhóm. Còn anh đi theo ông Tám thì cũng được á. Nhưng mà hôm nay ổng cũng là một vị trển để mày cắt cỏ. Tôi cắt khúc này dọn đường. Còn ổng cắt hồi mấy chục năm trước đúng không? Thì cũng tương tự, cũng giống nhau. Để mà nói lên cái thời tận thế này, thể bất cứ ai mà nói lên cái thời hội đông qua tận thế thượng đế đại khái vậy á, thì là cũng là chánh đạo. Anh cứ giữ cái đó đi. Cảm ơn anh. Đừng đổi nha. Anh đổi ông Tám giận anh á. Tại vì thật sự thì nói chung là nói là ổng, nhưng mà tại thật sự là mình chỉ đọc cuốn sách rồi mình tự làm là mấy chục năm nay cứ vậy, mình cứ làm ở nhà thôi. Nhưng mà anh có thấy anh hiền ra không à? Quan trọng cái đó là phải có. Đạo là gì? Đạo cho là chúng ta học hiền thôi. Không cần biết anh học kiểu nào, miễn anh hiền là ok à. Chứ còn Thiên Tâm là một cái thân cây, ông Tám là một cái nhánh cây nhỏ, Đạo Phật là một cái nhánh cây đó, Công giáo là nhánh cây hơi đó, Hồi giáo là nhánh cây này, phải không? Rồi bà Thượng Sư là cái cành cái nhí này, phải không? Rồi ông Roma, đúng không? Rồi ông Lý Hồng Chí. Trên thế giới này đều miễn sao học hiền là ok à. Còn cái thân cây vẫn là thượng đế. Mỗi một ngày thân cây cao lên thì đến lúc phải tỉa những cái nhánh thì cây nó mới cao, giống như anh trồng cây anh biết. Bây giờ nếu không á, trong tương lai Đức Phật Di Lặc xuất hiện, bây giờ ai có tiền, ai có miệng rộng lên là truyền thông tốn tiền làm mấy video, mấy clip,
để mà kéo người cả 100 triệu đi, mà không có nói tên tuổi ai trên này hết. Nhưng mà được gì? Được cái hư danh, được cái nghiệp á, bị nghiệp á, hồn ai nó giữ đi. Đến khi mà Phật Di Lặc xuất hiện rồi á, tự động thế giới này sẽ quản hồn. Phật Di Lặc xuất hiện không có phải là một chuyện bình thường, mà nó là một chuyện kinh thiên đại địa, cả thế giới chấn động. Cho nên bây giờ ai có giả kiểu nào nữa, đến lúc đó là trốn không kịp á. Cái xấu hổ nhất là không dám gặp đệ tử mình xung quanh á, xưng cho đã. Kiệt này không có xưng, cái nào thật thì nói thật. Kiệt là trong 12 người con của cha là thật. Kiệt là Di Lạc truyền thừa là thật. Tại cái chữ Di Lạc nó là danh từ thôi, an cư lạc nghiệp. Nhưng mà số 2, chứ gặp thứ thiệt là bữa hổm mấy vị kêu mấy con làm cái certificate là số 1 hoặc là không có số đi. Tại sao lúc đó đó ở trên đó là số 2, con ra trước con số 2. Cho nên cái nào kiệt thật là kiệt thật. Sau này những đệ tử họ thiên á, là đối chiếu là những cái video này, lúc đó còn thương sư phụ còn giữ nữa. Sư phụ không có ham danh mà dám xưng số 1. Nó có số nghe. Bây giờ con mở tiệm phở, phở số 1 nó bắn rồi, cái kế bên có một thằng nó cũng mở tiệm phở, phở số 2. Cái tâm lý của mình đi vô phát thì lớp mình nhìn hai tiệm mà phở số 1, phở số 2, con ăn tiệm nào vậy? Số 1 đúng không? Cái gì số 1 nó cũng là số dách mà. Người ta nói dách lầu chứ người ta không nói nhị lầu đâu. Cái hộ là con của cha, nhưng mà được cha chọn để mà cùng với Đức Thầy lập cái hội Long Hoa, lập cái bản phong thần lợi cho quả địa cầu này. Đó cũng là một điều có mấy lần chờ cơ vận tới hoài, thấy cũng buồn. Thì mấy vị nói không có nên buồn, mà phải nên vui và hãnh diện vì được cha thương cha chọn để làm nhiệm vụ của cái thời mạt pháp này. Thì những đứa con họ thiên, mấy đứa con xung quanh đây nè, cũng phải hãnh diện chung với sư phụ, thì mấy con biết được cái con đường tốt, sáng, và hơn ở ngoài kia cái dạng dạng người họ không biết. Hiểu không? Thế còn mà bây giờ á, có cả 100 triệu đệ tử, có những người có cả 10 triệu đệ tử, nhưng mà sợ quá. Tại họ cuồng tính, họ chạy theo, họ tin sư phụ họ là Di Lạc từ thế nãy nọ. Nhưng mà đến một ngày á, mà không đúng, có nghĩ 100 triệu đó coi như thế nào? Sư phụ cũng chừa cái mặt mũi để cho mấy con sau này hãnh diện với hậu thế chứ. Có những người xưng cho đã đi, mốc đệ tử bị mất mặt á. Có một điều họ xưng kiểu nào không biết, họ sẽ không có để lại những cái cơ sở nhiều, tài sản nhiều như kiểu Thiên Tấn Kiệt này để lại cho mấy họ thiên, mấy con cai quản cái núi này. Sau này cái núi này thành tiền vàng đó con, giống như Dương Kỳ Đà cấp cô độc, tại nó gần thành phố. Khi phụ về trời rồi á, là hậu thế mấy con còn nữa là ngăn nó mới có 30 chứ nhiều, nó còn tới 50-70 năm. Nhiều đứa còn trẻ đây thiếu gì thì nó phát triển cái này lên. Còn mấy ông kia chỉ có miệng không à, với mấy cái kênh trên truyền hình thôi à, đâu có cơ sở gì đâu để cho ta tới đối chứng, để gặp mặt. Còn đây anh Út, anh qua cái là anh biết thứ bảy là tôi ngồi gốc cây này hay là ở chỗ này chỗ kia, tìm được hết á. Ngồi đối chứng mà gặp mặt đồ nhìn nữa không, khác hơn trong hình đâu. Anh cứ giữ ông Tám nghe, đừng bỏ ông Tám. Ở bên Cao Đài cũng vậy, ông Phạm Công Tắc lập ra đạo Cao Đài á. Nhưng mà lúc khi ông lập ra cái đó thì cũng là mấy vị, ông cũng là một vị hộ pháp của Thiên Đình á, xuống lập cái đạo. Nhưng mà ông nói đến thời mạt pháp, đạo Cao Đài đúng 100 năm sẽ có một cái đạo khác lớn hơn, cũng giống như mình đi vượt biên vậy đó. Ở xưa một chiếc vỏ giọt đưa khách ra thuyền lớn đậu ở ngoài biển á, rồi đi vượt biên. Thì bữa nay thuyền lớn xuất hiện rồi đó.
Thuyền Bát Nhã này không có đáy, chở khủng khiếp. Thiên Tam Đạo sẽ thống nhất thế giới. Có gì cứ chia sẻ tiếp với anh. Giữ Đạo ông Tám. Cảm ơn anh, thầy anh cũng giải thích được một phần nào. Tức là anh sợ bỏ ông Tám ký đầu anh hả? Không phải bỏ, nhưng mà tại vì tôi thấy là tôi cũng tập, nhưng mà mình nói là cái người leader của mình là như vậy thôi. Nhưng mà thực sự là mình từ nào giờ mình giống như là mình cô độc tự tu tự tiến ở tại nhà thôi, cũng ít có giao thiệp, cũng ít có hội đoàn nào hết. Thành ra mình chỉ biết mình là mình làm để cho cái thần thái, cái đầu mình nó nhẹ nhàng, nó thư thới, mình thấy nó nhẹ nhàng mình cứ tiếp tục mình tập vậy thôi. Thì tập cũng đại khái là cũng tập được một thời gian vậy đó. Từ khi tôi qua nước ngoài thì tôi đã bén duyên thì tôi tập tới bây giờ thì cứ như con đường đó cứ đi như vậy. Thành ra mình thấy rằng là không biết là thì mình cứ đi thấy được, thấy người mình đó là cái nguồn tâm linh mà mình giữ được cái lòng mình thanh thản thì mình cứ tiếp tục đi thôi. Chỉ có ông Tám với ông trời này khác nhau ông chỗ. Thì ông Tám chỉ có mình ông Tám độ anh. Còn Thiên Tâm có Thiên Long Bát Bộ, 36 tầng trời, mấy tỷ vị Phật, mấy tỷ vị Bồ Tát, mấy tỷ vị Thánh Thần, cả hùng thiên sông núi, nó khác nhau bao nhiêu đó, tự anh chọn. Cho nên có nhiều người đeo dấu Thiên Tâm từ ung thư này ung thư nọ cũng hết. Đạo Thiên Tâm này ra rất là tự nhiên, không bao giờ nói quá đáng hay quảng cáo hay là kêu gọi, mọi thứ mọi người đều tự nhiên hết. Tôi kiếm mấy cái bài mà của đức thầy ông nói về đạo Thiên Tâm ta năm nào. Cứ nói tiếp đi, nó mất thì giờ trên online này nửa phút mình phải nói, mấy second phải nói, anh cứ nói tôi nghe được rồi. Dạ hết rồi, hết rồi, đủ rồi. Có ai có gì hỏi thì cứ hỏi. Gom gom lại đây nè, ngồi chi xa quá. Ai muốn hỏi gì cứ hỏi.
Dạ, thưa sư phụ, cho con hỏi. Dạ, theo đạo Công giáo, con thấy các đạo hữu phạm tội, xong rồi vô nhà thờ xưng tội với cha, sau đó cha tha tội, cha đọc kêu đọc một số kinh, sau đó về nhà cứ tái đi tái diễn như vậy, thì con nghĩ là con không hiểu là Chúa có từ bi tha thứ như vậy không sư phụ? Tha chắc luôn. Cái bà cũ của sư phụ mới về sanh đứa con gái đầu tiên 9 tháng là bà có bầu rồi, bà bỏ sư phụ. Sư phụ mới lập cái hãng kênh thi năm 9 bà. Cái cuối năm đó cái bà đi vào nhà thờ, bà cũng làm vậy á, có cái màn che, mấy ông cha đây nè, ông cha thứ đổ đây nè, xóa tội cho con. Thì sư phụ xóa tội cho bà. Ngay lúc đó cái bà quay về, cái thẻ thêm thứ nhì, cái bà đi tiếp. Có thằng nhỏ ghế giữa đó, cái Kim My, cái đi tiếp, cái xin tội tiếp, cái về sư phụ tha tiếp, cái về lần thứ ba đẻ cái thằng Boy nhắc bây giờ học với nghe gặp biết đi cái dược sĩ á, cái sư phụ tha tiếp, nhưng mà nhất ba tam thôi con hả, lần thứ tư không có được. Rồi từ đó sư phụ có sư mẫu năm 2008 là 9 là ly dị á, mình ba lần thôi đủ rồi. Chúa tha mà ba lần. Dạ như vậy là Chúa tha cho ba lần thôi. Lần thứ tư là bị ẹt đúng không sư phụ? Không có ẹt, bây giờ còn sống nhăn răng. Giờ lâu lâu mỗi lần bích đê tết thì cũng mua bóp xịn rồi tặng bả. Thì sư phụ cũng là Chúa tái thế, Chúa Giêsu. Là gì thì... mình biết, mà con hỏi thì sư trả lời vậy đó. Dạ. Chúa tha thiệt mà. Nếu mà như vậy thì người ta sẽ ỷ lại sao phụ sư phụ? Thật sự khi mình xuống trần á, mình dễ làm sai lắm. Đó là lý do tại sao sư phụ không có kẻ thù. Đó là tại sao sư phụ hứa là 4 triệu đảng viên sẽ không có một người nào bị đổ máu hay vô tù trong tương lai. Là vì sư phụ coi cái nhân loại này, cái trái đất này, huống hồ nước Việt Nam là mấy ông nó xả nghiệp là vô thường mà. Sư phụ ngồi đây ở trên trời á, mấy vị nói không bằng một sát cành nữa. Thì con nghĩ là bây giờ năm mấy tuổi rồi, cái thế gian này đâu có gì gọi là quan trọng đâu. Cái quan trọng hay không là do mình khởi tâm mình làm gì, để mình học hỏi mình về trời, để mình trân quý những cái gì mình đạt được ở thế gian này mình làm được. Tại trên trời không có cái chuyện mà con ngồi ngoài nắng bữa nay 80 độ nghe con. Chỗ chở nó là không cần máy lạnh mà lúc nào nó cũng thoải mái, nó mát. Ở chợ nó lúc nào con cũng mặc đồ áo kim cương rồi giống như trong triều đình vậy đó, mà không có bị nóng, không có bị rùm rà bực bội, nó không có nặng bay là đâu á. Cho nên cuộc sống nó sướng vậy đó. Thì làm sao mà con biết sợ biết tấu? Thì đó là lý do tại sao sư phụ coi cái thế gian này rất là nhẹ nhàng là vậy. Mà khi con nghĩ hiểu được vậy rồi thì tiền đâu là gì? Sư phụ mà như mấy ông mà sân trước sân sau mà đảng viên mà ăn hối lộ bữa giờ đó, có nhiều tiền á, qua bên Mỹ á, bill cái Thiên Long Sơn là lên làm thành phố để mà lấy công chuộc tội, để mà được lưu danh thiên cổ, còn hơn là bưng bưng mà để đó cho con cho cháu mai mốt á bị mấy ngày IOS của Mỹ nó audit hết á, lấy sạch á tiền của mình chuyển lậu qua Mỹ để cho mấy thằng Mỹ nó địch, để mà nó lấy thành tiền của nó. Sư phụ đâu có thích. Có nhiều người muốn làm chuyện nó lắm, là vì họ có nghĩ xa, họ nghĩ trả thù á. Mấy người cuối cùng cái đồng tiền vô túi mấy thằng Mỹ, con có đồng ý không? Vô túi mấy thằng IOS là gì? IOS là của cái đám mà bữa thù giải thích á, mười mấy dòng họ, đâu phải là nước Mỹ, là thiên ma đó. Tiền của mình phải nên để là Việt Nam, để khi nào sư phụ về Việt Nam á là di mạch nó đi theo á, tại sư phụ là cái đầu tàu mà, thì nó đi theo, rồi lúc đó cùng sư phụ làm ăn giàu phát triển hơn nữa, sướng hơn. Vậy thì con nghĩ nếu mà những cái người mà cứ lặn hụp tạo tội xong rồi xưng tội tạo tội xưng tội nhân
đến phút 89 á, họ hạ quyết tâm, họ quay đầu là bờ thì họ vẫn được cứu, đúng không sư phụ? Đúng. Dạ. Nhưng mà kiểu con ấy họ đang cứu. Nó con hay là cánh tay phải của sư phụ. Câu về tài chánh. Con mau ra hết. Thằng nào mà tiền. À giờ đừng nói trước. Từ từ con sẽ thấy. Mỗi đứa đều có sứ mệnh hết à. Sứ mệnh nhỏ, sứ mệnh bự. Tại nó không có quay mặt con, đừng lo. Nó quay về hướng này con mà. Nghe tiếng nói không ai biết con là ai đâu. Con từ ngày con biết sư phụ con cũng có bi chí dục. Bi chí dục mà. Dạ. Gán lên con, họ thiên chúng ta là nhờ bi chí dũng á, mới sống còn. Chứ còn mà bi không á, không có nổi. Cái thế gian này bi không á, thành cái nhu nhược. Con thấy sư phụ làm sao, con cứ y chang vậy. Cầm chiếc xe bự như xe bus chạy ngoài đường ngày ngời á, không ai tin là người Việt Nam chạy. Mà sư phụ chạy 20 năm trước á, sư phụ sống trên xe bus đẳng. Cầm chiếc tàu khổng lồ lái còn thấy không? Nhưng mà có nhiều người không có hiểu, mấy người comment mình á, hey, anh tu, anh đã thời tài danh sắc thực thì sao anh có mấy đồ xịn? Tôi thời là thời từ năm 2017, ngày lập đạo. Tại lúc đó cha ngồi đó, mẹ ngồi đó, sư phụ quản hồn vô phải thời. Từ nay con không có dám xài tiền lớn, tài là không có ham tiền. Thì mình mới có Thiên Long Sơn, có Thiên Long Thổ. Thiên Long Giang, tài, danh, con không có ham danh gì hết trơn á. Giờ con bị nhân viên chửi, bị anh em chửi, bà con chửi, bạn bè mấy trăm đứa học từ trung học tới đại học nó chửi con, thì con đâu có ham danh nữa. Tại nói sư phụ bị khủng hoảng tinh thần á, lo làm nhiều quá với ngồi thiền á, tẩu hỏa nhập ma. Bạn đạo thì nói mình bị tẩu hỏa nhập ma, bạn học mình á thì nói mày lo làm quá chắc mày khủng hoảng tinh thần. Nó không có dám nói nặng quá không, tại nó có một chút xíu. Rồi tài danh sắc cũng có nữa. Xưa đâu có ham gì đâu. Thí dụ như người ta đi chơi quán này quán kia rồi bồ bịch thiếu gì, bồ đâu có thích. Sắc thật. Thấy rồi đó, nãy là hơi cơm nguội với nước tương thôi là xong, nãy giờ nói chuyện mấy tiếng nhờ mấy miếng cơm ăn gì cũng được ngạt, thù ăn bất cứ cái gì không bao giờ biết ngon như dở nghe. Ngộ vậy đó. Tôi gọi là tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục kiểu nhẹ nhàng vậy, chứ không phải như như người ta ăn gì có máu hay là lòng heo này nọ có ghê không có. Nghĩa là đi để mà giao duyên với đời á, với gia đình cho nó thuận hòa. Chứ sư mẫu bả cũng yếu á. Tài danh sắc thật cho dạng đó. Mà thù ăn con nào con đó được siêu. Cho nên giàu con tâm khô của nhân khô mực hay gì á, mà nó chết mấy chục năm biết, mà dù nhai nó rồi tao cũng khắng cho mày nghe, hồn mày cái gì, là danh sắc thực thì là ham ngủ, tôi không có ham ngủ. 5 giờ sáng là thức dậy ngồi thiền, làm gì làm, bề ngoài vậy đó, nhưng mà mấy cái căn bản là phải có. Cũng như mấy đệ tử này mà bỏ đọc kinh chừng 3 tuần đi, mấy con sẽ thay đổi người khác á. Mấy con sẽ giữ trở lên lại. Tại mỗi ngày mình đọc kinh ngồi thiền là giống như mình kèm hãm 5 con quái thú trong người mình á, nó bung bứt xiềng á, mình sẽ xiềng nó lại mà mày không được đòi này đòi kia. Cho nên bi chí dũng con có, dù thấy con có. Cười. Con muốn chia sẻ cái. Tại vì mà con lần đây lần thứ 2 về núi mà con chưa bao giờ con được ngồi tụng kinh, ngồi thiền ở trên điện mẫu. Thì con so sánh ở Việt Nam với ở đây là hoàn toàn khác lạ. Người con cảm giác giống như có ai cứng người luôn. Con cảm giác giống như người con cứng mà con thích cái cảm được cảm giác đó. Thì xin sư phụ giải thích cái hiện tượng đó cho con. Trên điện mẫu thì mình thấy, ở đây mình cũng nhìn thấy đúng không? Rất là bình thường, nó chừng nhỏ xíu à. Sư phụ nói thiệt nha, nó thua chuồng gà của mấy đại gia ở bên Việt Nam nữa. Con có thấy giống nó nhìn điện mẹ thấy buồn không? Vừa cũ mà vừa ở trong nó gạch bể hết đúng không? À, nhưng mà với cái lòng thành của mình, sư phụ muốn xây lại dữ lắm mà thao điện nó không cho xây đôi đập hoài.
trong cái cõi vô hình á, nó quá thành một cái hoàng cung lớn khổng lồ lắm. Cho nên những vị Phật với những vị Bồ Tát lúc nào cũng ở trong điện mẹ đầy hết. Ông Ít Vinh bữa ông kể thế nào nghe đó, ông là thiệt á, sư phụ cũng là thiệt. Ngày mà 13 tháng 6 lập đạo á, mấy chư Phật ngồi trong tòa sen á, con nghĩ cái tòa sen khổng lồ á, mà mấy chư Phật cũng vừa vô trong cái điện mẫu mà rất là đông mấy chư Phật. Cha thì ngồi giống giống như một trong cái hoàng cung sáng xuống, còn sư phụ thì quỳ đó, ai cũng thấy, Phật cũng nhìn sư phụ, cha cũng nhìn sư phụ, mẹ cũng nhìn sư phụ là người đọc mà, thời mà, đó thời nãy đó, tại danh sách được thì, trong cái cõi vô vi, cũng giống như những cái vong linh hay những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tiên xuống trần, họ có thể biến hóa nhỏ xíu vô một cái lá cây này để mà họ tu cả trăm năm cũng được. Cũng giống như một vị A-la-hán, ổng ở trên chầu chỗ điện tre đó, sư phụ thường nói đó. Và mấy vị là ở đầu cái cây bự là mấy vị có phước. Nhiều khi vô mỗi cành cây hay một cái lá cây mấy vị cũng ở được, mấy vị biến ra. Thì cái điện mẫu rất là thinh thiên màu nhiệm. Mấy con làm gì làm, đừng có nói chuyện vu vơ mà đợi trong đó. Cứ vô đó đọc kinh rồi đi ra, nhỏ nhẹ đi ra, giữ sạch sẽ là quan trọng á. Điện mẫu rất là màu nhiệm. Mình mà nói chuyện đời á, mấy vị không có la mình, mấy vị không có ở đó. Mà khi mấy vị ở đó nghĩa là sao? Có nghĩa là bao nhiêu cái xui xẻo, cái trượt trong người mình á, mấy vị hút ra giùm. Mấy vị cũng dạng giống như máy hút bụi vậy đó, người của mình dơ bụi mấy vị hút. Mấy vị cũng dạng giống như con mình ngồi mình lập chí trên tóc á, mình bắt chí giùm cho con vậy đó. Y nghĩa thôi à. Còn những cái nơi không có linh thiêng, không có vị nào hết chứ. Thì mình vô đó tự mình đọc kinh, tự mình nghe. Khi không linh thiêng có nghĩa là gì? Không có security. Thì mấy con ma nó ngự ở đó nhiều. Thì con ngồi đọc, con ma nó cũng ngồi cái bên nó nghe. Ma thì là trượt nhiều, thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu hơn là gần với chư vị. Như tất cả những cái chùa mà nhiều vong linh mà trên bàn thờ nhiều quá, mấy con vô mấy con thấy khó chịu lắm. Nhiều người cứ nghĩ là đi vô chùa là thoải mái hơn quá, còn vô về nhức đầu quá, mình có phản ứng liền á. Con người của mình là ở cõi Quan Âm Thiên xuống, chúng ta có linh hồn, chúng ta có giác quan thứ sáu, chúng ta có một cái sự hiểu biết về gọi là tha tâm thông, cảm thông, nhạy cảm. Chứ chúng ta không có thiên nhãn thông giống như những gì tu lâu năm. Chúng ta không có thiên nhĩ thông, nhưng chúng ta có cảm ứng thông. Là tất cả đa số đều có cảm ứng. Cảm ứng thì mình thấy rõ, mà cái đó không có giải thích được. Mỹ nó cũng biết mà. Thì khi mà cảm ứng của chúng ta biết cái nơi này là đúng, nơi này là sai. Bây giờ mấy đứa hồi thiên, cả ngàn đứa xung quanh sư phụ, nó không có cảm ứng, nó chạy theo vòng vòng sư phụ làm gì. Sư phụ có 7 dòng hồ quang là thiệt á, quá thiệt luôn á, real luôn, so real, so thiệt. Máy chụp hình cũng chụp được, những gì lỗi lạc cũng nhìn thấy được. Người thường không có 7 dòng hồ quang, có sư phụ có. Tất cả những vị thầy mà tu giỏi của thế gian này, 3 dòng là dữ lắm á. Thầy sư phụ đâu phải là người cõi này đâu. Sư phụ xuống, sư phụ cũng mang thần thông xuống. Ở cõi vô hình, sư phụ có thần thông rất là cao siêu. Chỉ xuống đây á, bị cái bầu khí quyển và bị cái sát phàm thân tứ đại đất nước gió lửa, nó cản trở mọi thứ. Và sư phụ phải đóng vai một người giống như tất cả nhân loại, thì nó mới lập thành một cuốn kinh của nhân loại. Sư phụ không có được dùng thần thông một cách phí hay là một cách vô không có ý nghĩa. Sư phụ chỉ dùng lý trí để mà khai trí. Sư phụ không có thể dùng thần thông để khai trí. Nếu sư phụ dùng thần thông khai trí cho tất cả nhân loại, thì lúc đó nhân loại sẽ mong cầu thần thông.
nếu vậy thôi mà nói trên cõi trời mình có thần thông mình xuống đây làm gì? Cũng giống giờ sư phụ lập ra một cái trường thi, cho một cái bài để học để thi, mà cứ cứ cho cái đáp số A B C, ở A là trúng à, gì như không. Mình phải dùng ý chí để mình đạt được những cái mà khổ của thế gian. Mình phải dùng cái nhẫn nhục để mình vượt qua những cái bi ai của cõi đời đối xử với mình tệ bạc. Mình phải dùng cái sự ngộ của mình để mà mình biết được là cái cõi này là vô thường giả tạm. Mình không có thể dùng thần thông. Sư phụ dùng thần thông, sư phụ biết được đứa nào sư phụ này nọ, trưởng cái người ta cũng tiêu quá con. Không bao giờ làm. Cái tử này có bị trí dũng. Con xin chia sẻ thêm. Thì con ở cũng thường lên mạng đó sư phụ. Thì con thấy là có nhiều người là người ta cũng nói chánh pháp, nói chánh pháp, nói luận nhân quả, nhưng mà bên cạnh đó thì họ đã phá đạo thiên tâm chúng ta. Thì con muốn là qua cái video clip này thì con không nói gì nhiều, con chỉ muốn những người nào đã phá thì hãy nghe cái câu nói của sư phụ là đừng nghe những gì Kiệt nói mà hãy nhìn kỹ những gì Kiệt làm. Hay quá. Thì những cái câu nói đó thì Đức Phật đã dạy rồi. Khi ai ném đá mình, khi ai chửi với mình im lặng, mình nhẫn nhịn, thì cái đó thì quay ngược về họ. Thành ra con không cần giải thích, và con chỉ chờ đợi một ngày nào đó đạo thiên tâm sẽ chứng minh những tất cả những lời sư phụ Kiệt đã nói, là đã lưu cả ngàn năm và đã phát tán trên cả thế giới luôn. Con tin điều đó. A Di Đà Phật. Thì những người không có biết sư phụ từ cái clip hồi nãy số 2 á, thì cũng không sao. Tại vì coi một người mà mình, cái ngã mình cao quá, mình vô đó mình còn có nổi. Nhưng một người mà có một chút xíu trí khôn á, đa số là mấy ông bự với mấy ông đảng viên á, mà ông phải có trí khôn thông minh, mà ông làm chức cao, thì ông phải coi cho kỹ những ngày đầu sư phụ nói cái gì. Sư phụ nói chung cộng chia năm sẽ bảy từ ngày đầu. Sư phụ nói biển đông sẽ dậy sóng, thằng ổn á, dân của nó sẽ lên dịch đầu nó xuống á, sắp sửa. Sư phụ nói á là thể chế vô thần nó sẽ đi xuống lòng đáy biển như thầy thế này. Sư phụ nói Covid Việt Nam đúng ra là chết hàng thứ nhì, nhưng mà nhờ sư phụ khám cho nên chết rất là ít. Sư phụ nói là tiền mà tiền giấy con cũng thấy muôn trùng thứ. Sư phụ nói chỉ cần một thứ họ đón, người đời không ai nói được. Bảo đảm tất cả những nhà lỗi lạc ở trong White House, Pentagon hay những nhà truyền thông ở media của Mỹ, những chính trị gia đó, mày nói đi, tụi nó cũng giống như là con kiến mà bò tới đâu à, nó biết tới đó thôi. Sư phụ nói trước hết à, có ai bây giờ nói thế giới này nó sẽ đi đồng bộ và nó sẽ ngã một lượt không? Cái câu đó không ai dám nói. Mà nói chặt hôm nay còn có ngồi này nổi không? Mấy cái thằng truyền thông Việt Nam có thằng nào dám nói kiểu đó? Hồi xưa ở nước nào đánh nước đó không có. Ở cho nói là đi một lượt. Hôm nay con thấy rõ ràng đi một lượt không? Vừa bắt đầu á, là cái BRICS là hai bên á, phe trục với phe đồng minh ra, cái là bữa nay trung đồng dậy lên liền. Thấy nó ăn khớp không? Ăn khớp á. Chứ còn lúc xưa nó còn đang ở màu xám. Cũng giống như sư phụ nó quỷ, nó đâu phải là bên Cộng sản không đâu. Nó nằm ở trong Quốc hội Mỹ, nó nằm trong tòa thượng thẩm của Mỹ, nó nằm trong gia đình của mình, nó là em của mình, anh của mình nữa. Nó nằm đủ kiểu. Nó là trong cái tâm của con người mà. Còn cái thế giới của mình phân chia bên Cộng sản, bên Quốc gia, bên Dân chủ, bên Cộng hòa. Cộng hòa cũng có quỷ, Dân chủ cũng có thánh tiên trong đó. Cộng sản cũng có thần tiên ở trong, Quốc gia cũng có quỷ ở trong. Mấy vị nói, con đừng có tưởng mấy HO là người tốt, mà con phải cẩn thận.
Đôi khi nó cầm cờ vàng mã chọc đỏ, nó chửi Đàm Vĩnh Hưng á, nhưng mà nó lãnh lương của Bắc Trọng á. Có nữa, để làm chi? Để cho mấy thằng bên Việt Nam ghét mấy thằng ở Mỹ. Dù biết hết á. Mấy cái hồi đoạn đây toàn là có gì cộng nằm chổng hết. Nếu không á, nó đâu có nát như cái nồi cháo heo đâu. Miền Nam có Dili cũng vậy, Melbourne của anh cũng vậy, Úc cũng vậy. Trời ơi, đâu cũng có nó. Nhưng mà cờ tàn rồi, còn tính đường để xe để làm gì? Người tính không bằng trời tính. Hôm nay mấy ông nội đó có chí khôn, bắt đầu nghiên cứu sư phụ. Thằng Kiệt nó nói gì chúng á. Thôi mình biết thiên cơ, mình theo cơ vận mình theo thời cơ mình lập cơ đồ, qua cơ đồ mình tạo cơ hội cho gia đình mình, cho cả bản thân mình không mất tài sản, đóng thế cho cá nhân thôi, nhẹ nhàng thôi, để nó làm mũi an ninh xã hội cho cả mấy chục triệu dân đang đói. Việt Nam mình cần có welfare như kiểu Mỹ hay không? Chứ không là người ta bán vé số đầy ngoài đường sao? Việt Nam mình cần có thẻ bảo hiểm miễn phí nghe. Chứ không thôi chết nó không có ngó. Thì lúc đó mấy anh cha bác sĩ, mấy y tế thật, không có ai hối lộ nữa. Có thẻ bảo hiểm của chính phủ miễn phí thì làm gì mà mỗi lần đi nhà thương phải đổi một cọc tiền để hối lộ. Đâu cần bán đất nữa. Hai cái đó mình cần đầu tiên đó. Con có gì muốn nói nữa không con? Dạ con biết sư phụ là có công ty về vi mạch, mà con thấy ở Việt Nam á, cái ngành đó thì các em sinh viên chưa có đầu tư nghiên cứu về nhiều, thì họ nói cái ngành đó khó lắm chị ơi. À, học mà em cứ đuối hoài à. Mà con thấy hiện nay ở khu công nghệ cao quận 9 á, có một cái công ty đó nó làm cho làm công cho Samsung. Thì một bạn như vậy á, mà làm từ 6-7 năm á, thì lương cũng khá là 2.500. Thì con có tiếp xúc với bạn đó, thì con có hỏi vậy em có thể dìu dắt cho mấy em nhỏ đi theo ngành được không? Thì bạn đó nói là cái ngành này á, thì họ dạy mông lung lắm, mà các bạn dễ nản lắm. Bạn nào mà giống như là thông minh lắm á, mới theo được nghề này. Thành ra con nghĩ đến sư phụ, mà mai mốt sư phụ về rồi không biết có người mà đào tạo làm sao mà thực tế, chứ mà dạy theo cái kiểu này ai cũng nản này, như thế nào con đang thắc mắc sư phụ. Cho họ vô cái phim đó. Còn đây. Dạ. Cái mạch này nó rất là cao cấp, Việt Nam chưa đủ tiêu chuẩn. Nó cần có 6 triệu người hải ngoại, nó cần có số có lực lượng người ở đây mới làm được. Và đồng thời người Việt Nam mình ở bển mấy đứa nó hiếu học lắm. Nó chỉ cần 3 tháng tới 3 năm thôi. Nước mình sẽ gần, chứ không giống nói như Nam Hàn hay Đài Loan nha. Là tụi nó học được hết. Tại vì đó là một, tất cả trong cái cửa tử nó có một con đường để mà sinh tồn cho cái tuổi trẻ Việt Nam. Hôm nay cho Hữu lên mạng nói chuyện 5 năm cũng là vì tuổi trẻ Việt Nam. Mà cũng tuổi trẻ Việt Nam là người không có hiểu biết hay chửi sư phụ bữa giờ. Mà sư phụ là người cứu tụi nó, vì tụi nó không có tương lai. Nếu mà nó mà hơn nhất trong cái đám cả triệu đứa ở bển á, thì được cái giấy đi lao động ở bên Nhật để mà hốt ba cái chất phế thải hóa học của Nhật là nó mừng rồi. Để nó Việt Nam chết xóm là nó mừng rồi. Còn những đứa con gái mà hơn nhất trong cái triệu đứa đó, được cái passport đi Đài Loan để làm gái đẻ cho một ông già 80 tuổi là nó cũng mừng lắm rồi. Đó là tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Còn đứa mà con ông cháu cha mà giàu hơn á, mà cha làm bộ trưởng thứ trưởng rồi mua đưa Mỹ cả tỷ á, mà nó được cái passport của Mỹ mà qua đây á, mà nó mà mở được 3 tiệm nail nó là ông hoàng rồi. Còn nếu không á, nó cũng đi vũa nail như mọi người. Con tưởng ở Mỹ này học 4 năm lấy cái bằng kỹ sư dễ hả? Thành ra qua đó con thấy tầm nhìn á thì chưa có
chưa có nhìn xa. Họ đào tạo những cái mà bây giờ sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp một đống luôn á sư phụ. Cho nên quán cà phê nó mọc đầy. Cho nên đứa nào muốn giàu về Việt Nam mở quán cà phê. Như làm bia mà kiểu ruby, bia có chất hóa học của Trung Cộng. Sư phụ cứu tụi nó. Không có tụi nó sư phụ không có ngồi đây. Sư phụ không có lo gì cho bản thân sư phụ và tuổi trẻ Mỹ nó có chuyện của nó. Nhưng tuổi trẻ Việt Nam sau này nó sẽ kết nối tuổi trẻ Mỹ. Để thứ nhất có lợi cho sư phụ là tuổi trẻ Việt Nam có tương lai sáng ngời. Giống như một đứa người Nhật mà đi du lịch ai cũng tôn trọng. Còn người Việt Nam đi du lịch đi tới đâu ra phía trường ai cũng ghét. Và đồng thời tuổi trẻ Việt Nam ở đây nó lớn lên nó mất gốc, nó không biết nói tiếng Việt. Khi nước Việt Nam phát triển mấy đứa mà đẻ ở Mỹ nó đi về Việt Nam thì nó biết hai thứ tiếng. Cho nên sư phụ có lợi cả hai á. Dạ, con cũng được biết là có một số doanh nghiệp mà làm báo cáo thuế cho các cơ sở tư nhân ở đây. Họ thành lập một hẳn một cái công ty ở Việt Nam luôn để mà họ thuê những em mà mới ra trường rất là ham học hỏi, làm với cái mức lương rất là thấp. Thì con thấy người Việt Nam của mình là chịu khó, vấn đề là đào tạo như thế nào thôi. Dạ, thì con cũng hy vọng cái lớp trẻ bên đó sư phụ. Mình đi sao để muộn, mình không cần học cái gì chứ. Thí dụ nước Việt Nam chỉ cần lấy những cái gì của bộ chính quyền của Nhật úp vô hoặc của Mỹ, nó thích ứng nước mình. Những cái mà công thức có thể chế. Còn về với mạch dễ ập, hồi xưa thằng Tàu nó cho du học sinh qua đây, Đài Loan cho qua đây, bây giờ Ấn Độ cho qua đây, thì mình cũng làm y như vậy. Vừa có tiền, vừa học nghề, vừa trở về bệnh. Cho nên cái vấn đề là cái người lãnh đạo họ có nghĩ ra được cái gì, hay là họ nghĩ ra tối ngày cái phe nhóm đấu nhau. Họ đâu có rảnh đâu mà nghĩ mấy cái chuyện mà đâu nghĩ đâu. Họ nghĩ lên giá tiền điện, lên giá xăng. Họ nghĩ đi nhắm cái cục đất nào ngon ngon á, là họ chọc thôi. Tùy theo người nào suy nghĩ như thế nào. Còn sư phụ thích bắt chước lắm. Mình cứ bắt chước với Mỹ, mình bắt chước Nhật là hay. Tại sư phụ ngu quá, không cần phải bắt chước. Không có nghĩ cái sáng kiến bắt chước Mỹ, bắt chước Nhật, bắt chước Ấn Độ. Nó gửi dân nó qua đây vô học. Rồi đi vô mấy công ty đầy nè, Google, Facebook bây giờ là chức cao là tụi nó không á, không biết không. Hồi xưa thằng Tạo cũng vậy. Người Tạo đánh động cái lòng gọi là dân tộc á. Mình em có 6 triệu người. Tại sao mình không đánh động cái lòng dân tộc đoàn kết, mà lại mình đánh động cái lòng dân tộc chia rẽ. Để cho mấy ông HO ở đây, HO mà gọi là HO Kim Cương á, nằm dùng á, mà của Việt Cộng á, đứng ra biểu tình để chửi, để cho cái đám Việt Nam nó ghét người hải ngoại, để nó không có đoàn kết với hải ngoại. Nếu mình đoàn kết hải ngoại thì bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu những nhân tài ở đây thiếu gì, người ta đâu cần tiền đâu, nó dễ giúp nước rồi. Tại sao không làm đoàn kết đi mà làm chia rẽ cộng đồng Việt Nam quốc nội quốc ngoại? Suy nghĩ đi. Nói là Phật, nãy giờ nói chuyện nhiều cũng mệt. Con còn gì nói nữa không con? Dạ có những chuyện con khó nói thôi, để con hẹn sư phụ dịp khác. Nói lại thì đâu gì đâu khó nói, con nói cái mấy chục triệu người nghe rồi. Giờ mấy 6-7 cái máy nữa lên đủ kênh chứ, là mấy chục triệu người đã biết á. Mình là giờ không còn gì mà bí mật hết, bật hết đi. Sư phụ có gì cũng bật mí hết à. Chuyện chung thì con nói ở đây được. Chuyện cá nhân của con thì con đâu để nói đây được. Thì chúng là chuyện định hướng thôi. Định hướng. Tại vì con chưa... tại sư phụ hơi đánh giá con. Chứ con biết con cũng bình thường. Nhưng mà con tin
sư phụ biết khả năng của từng người, trong đó có con. Con mong sư phụ là giao việc cho con đúng theo cái khả năng, trình độ của con. Con làm hết sức. Đứa nào sư phụ coi cốt rồi, là cái cốt là cái thực tế của cái đời sống mình. Đứa nào có tiên, biết tu, thì dở, đọc kinh. Đứa nào ở trên trời mà lo giữ kho thiên đình xuống đây nó biết làm nhà băng. Đứa nào tiên bay bay là đà thì xuống đây cũng bay bay là đà đi kiếm trai. Mỗi đứa nó y chang vậy đó. Cốt làm sao xuống trần y chang vậy. Rồi cốt đứa nào con cọp thì giờ nó cũng dững dững như con cọp. Chỉ mang hình người thôi mà. Nhưng trong đâu có thay đổi được. Cũng giống như sư phụ qua Mỹ không biết tiếng Việt, hôm nay ngồi nói chuyện vậy. Cốc nói sao vậy à? Hồi xưa mấy vị sư phụ than với mấy vị sao không cho con. Hồi xưa sư phụ chỉ là lo cái bào tử thôi. Bữa nay ăn cái này không biết ngày mai mình ăn cái gì á. Thôi ngày cứ lo nuôi thằng em với là ăn rồi sống lang thang đầu đường xó chợ. Rảnh đâu mà lo mấy cái chuyện fancy học hỏi đâu không. Mẹ nói thời gian này học hoài không hết. Ngày đã học nhiều rồi, giờ chỉ là làm việc thôi. Giờ tự thằng dốt lớp 4 mà giờ vậy nè. Xưa không biết ca giờ cũng ca nữa. Lúc đầu ca dở như hạch, bây giờ cũng vẫn là hạch dở. Vậy mà nhiều người nghe sư phụ. Tại vì sư phụ có cái điển thanh, mấy vị kêu con cứ ca đi. Tại vì con không phải là thầy mặc áo vàng, thì có quyền phải không? Độ chúng sanh mà, trong 12 giới luật. Thì những vùng quê xa xa, miễn chỉ cần họ có thiện cảm thôi. Mình ca dở nhưng mà họ thấy mình có tâm hồn, văn nghệ, họ cũng thiện cảm. Thì từ đó mình độ được đã rồi. Miễn nó đừng có ghét mình thôi. Những cái kênh nó lên nó chửi sùm á, con nghe con cũng chán nữa. Vậy mà cũng có người thích nghe chửi. Tại vì nó cũng tầng trường á, nó thích những cái lời sân si á. Còn kênh của sư phụ toàn là nói chuyện khuyên người ta ăn lành ở hiền. Còn đâu phải mà con nói cái này từ sáng tới chiều được. Con chút phải thay đổi không khí để cho phụ nghỉ mệt. Mấy đứa này lên nó ca đồ, mình có chút này chút kia phải không. Cơm thì cũng phải có ít chút chai nước tương mới ăn được nha. Đệ tử nó cũng góp công sức để độ chúng sanh đó. Con thấy có một bạn con gái giả giọng sư phụ hát ở trên kênh YouTube. Thì con coi xong rồi á, mà có bạn đó hát xong rồi có Đàm Vĩnh Hưng đứng kế bên nữa. Con nghĩ kệ cứ hát cho nhiều vô đi, sư phụ tôi nổi tiếng có gì đâu. Mà họ có ý ý chọc quê phải không? Hay là ý thiện? Dạ, thì ý thiện sư, thì sư phụ không, họ hát theo kiểu hơi nhựa nhựa của sư phụ vậy thôi chứ họ không có. Sư phụ trong miền Tây mà. Dạ, thì con nói kệ cứ hát đi sư phụ tôi nổi tiếng thì đâu có gì đâu, thì mình nghĩ theo cái hướng khác thì có nhiều người xung quanh sư phụ là cũng là làm gì truyền thông đài TV này TV nọ, họ cũng hiểu. Họ nói anh bây giờ là famous rồi, nổi tiếng rồi, anh phải giữ cái đó. Yeah. Tôi đi độ đời chúng sanh mỗi ngày á, là cần tôi nghe tiếng của tôi để mà những cái người mà còn u mê họ thức tỉnh. Chứ tôi không phải là cái kênh mà để cần nổi tiếng rồi tôi ngưng. Có nhiều người cứ kêu thụ ngưng đi giữ cái nổi tiếng này. Những đứa nào đã là họ thiên rồi, đã nghe sư phụ rồi, sư phụ bảo đảm suốt cuộc đời các con cũng phải đi về trời thôi à. Còn những cái đứa mà mình chỉ được nhiêu, không có đầy 10, 20 triệu là cỡ nhiêu ta, mười mấy phần trăm của nước Việt, vậy còn 70-80% người kia thì sao? Họ cũng là con rồng cháu tiên đó, mà cái phần đó chưa có biết gì hết. Cho nên cái đoạn đường của mình đi độ chúng sanh nó còn dài lắm con. Cho nên gán ca tiếp. Mới mốt sư phụ phải tập ca cái giọng của người Bắc á, giọng gì chèo á, là mới độ được. Ca trù á sư phụ. À đúng rồi, bởi vì bữa giờ có đệ tử Thu Quyển đây nè. Đứa nào nó chung là dùng miền nó quan trọng lắm. Thu hôm nay độ được xấu dân miền Trung là nhờ Thiên Hằng Nga phải không? Nó tiếng Huế đó. Trời ơi. Nghĩa là ngày xưa Phật Thích Ca cũng vậy. Có những cái nơi, những cái vùng Phật Thích Ca không thể nào nói chuyện được. Phải sai ngày một Trường Liên Xá lại phát đi không à. Thì những đứa đệ tử gần đây cũng vậy thôi. Cho nên giờ ai mà người Bắc mà biết hát chù á,
ca trù. Ca trù á, nhập cho họ thiên đi. Lên đây ca mấy bản rồi mặc áo á gì á, tứ thân á. Như Hoàng họ Bắc Ninh á. Ừ, áo tứ thân, dạ. Để đổ ngoại. Ngoại quan trọng á. Độ chúng sanh đủ kiểu. Nhưng mà kiểu nào cũng vậy. Sư phụ là thiệt, mãi mãi là thiệt. Còn những lời sư phụ nói là thật, mãi mãi là thật. Còn sư phụ có bị người đời nói cục kim cương này là cục đá, thì họ theo cái lối suy nghĩ họ không biết nhìn kim cương, thì họ cứ nhìn cục đá, thì họ cứ nói cục đá cũng là tốt. Họ nói xấu sư phụ cũng là tốt cho thiên tâm nghe. Mấy con đừng có nghĩ họ nói xấu là không tốt. Tốt thì khỏi nói rồi. Còn khi họ mà chửi thiên tâm, họ nói xấu thiên tâm, thì có nghĩa là họ thua chúng ta. Vì cái tâm họ là tà. Nhưng ít nhiều họ gieo duyên với thiên tâm chúng ta đời này, thì đời sau họ xuống địa ngục rồi họ quay lại. Nếu mà tội nhẹ nha. Còn đời này sư phụ không có mong cứu họ. Thì cho nên đó là tại sao phụ thường nói hết mấy đệ tử chửi sư phụ, nói xấu sư phụ, nói chửi cha, nói xấu cha, chửi thiên tâm, nói xấu thiên tâm cũng là tốt á. Tại vì họ sẽ được cứu, mà không phải cứu đời này, họ phải đi xuống địa ngục, họ trả cái quả đó rồi họ tái sanh lại, thì họ mới bắt đầu mới theo cha. Tại cái đạo này tới 3.000 năm mà, nó đâu phải chỉ có cái thời đại này không đâu. Bác có muốn nói chuyện gì? Thưa sư phụ ạ, à, hình như chị này ở Việt Nam mới qua sao? Chứ còn cái tình hình á, mà ở Việt Nam mà cái vụ mà về giáo dục á, ở trên mà học như chị nói học về computer đó. Nghe bộ lâu rồi. Đó thì cái đó sở dĩ là việc khó đó là vì cái trình độ của giáo sư ở bên đó cũng thấp. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, cái trình độ của bậc tiểu học, trung học, tức là cái chương trình học á, tiểu học, trung học và lên tới đại học, nó quá thấp. Thì hy vọng là khi sư phụ về thì tôi nghĩ rằng cái tình hình này sẽ thay đổi. Bởi vì dù sao hữu xạ tự nhiên hương, cái đó là bản chất của sư phụ tôi. Nói câu không có đúng, nhân trình đó là bất chiến tự nhiên thành. Ông nhân trình ông nói cái đó. Mình có bao giờ mình có viên đạn nào đâu, có cái súng gì đâu mà tự nhiên thành. Nhưng mà viên đạn của sư phụ là to nhất, cho nên là bảo đảm. Nói về cái đó, con mới nghe được một số tin tức là như thế này. Là ở bên Trung Cộng nó đã điều binh, bộ binh rồi. Người vệ tinh của Mỹ bây giờ nó tinh lắm. Ước chừng khoảng 300.000 quân nó đã dàn ra rồi. Đó là bộ binh. Dàn ở biên giới Bắc Việt hả? Không phải. Ở cái dọc theo cái vùng cái vùng biển mà ráp luôn với lại của bên Đài Loan đó. Đó là mới nói về bộ binh thôi nhá. Còn về không quân và hải quân tụi nó là trong mấy ngày nay là nó cứ giả bộ nó tập trận mà nó bắn đạn thật, là mục tiêu của nó là để nó kềm tỏa kinh tế, tức là nó cô lập kinh tế của Đài Loan. Thì chính phủ Mỹ đã có chính thức thông báo cho bằng văn bản đàng hoàng nha, là nếu mà Trung Cộng mà vẫn còn tiếp tục kích những cái sự việc này thì Mỹ sẽ có hành động thực tế và rất nguy hiểm. Bây giờ 10 tuổi thọ sinh trong trăm quay lại, lỡ như xui thôi nha, thứ ba không có ai làm chủ tịch hạ viện, ổng vô ổng làm thử 90 ngày, trong 90 ngày là ổng bình định lại hết rồi, rồi sau đó ổng làm tổng thống luôn. Ổng làm là ổng không thiệt á, mà thứ ba này nè nó bầu lại chủ tịch quốc hội mới á, lỡ như ổng làm cái rồi lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Ở cái thế giới này có nhiều chuyện. Chúng ta là những con kiến, những con ếch. À,
mà những con ếch đó là gì? Những con ếch là những nhà lãnh đạo của thế giới đang ngồi dưới giếng mà cứ nghĩ mình là quyền lực và sức mạnh phi thường đó. Sai. Cho nên tại sao Hồ nói hoài cha bữa về cũng có nói giữ vững lòng tin với Thượng Đế họ thiên, đứa nào đã mang họ thiên rồi phải giữ vững lòng tin với cha Thượng Đế. Người đạo hòa hảo giữ vững lòng tin, Đức Thầy sẽ trở lại. Thì hai cái lòng tin đó của nước Việt Châu chỉ khuyên vậy thôi. Chứ ngoài ra cha rất là kiểm soát nước Việt. Tuy là cha Thượng Đế coi tất cả vũ trụ, nhưng mà Ngài đặc biệt đang quan sát nước Việt rất là kỹ. Tại vì con của Ngài xuống thế gian, cái thằng con này mà làm sai á, là mất mặt cha đó, còn có biết không? Sư phụ nói tiếng Việt, sư phụ nói bữa giờ. Cho nên bề trên nguy tính rất là cao. Cho nên Thiên Tấn Kiệt này không có để cha mình mất mặt, mà cha cũng không có để cho nước Việt Nam từ một cái nước gọi là trục á, hôm nay trở lại thành giống như nửa đồng minh rồi. Đúng là Việt Nam đậu đen á, hôm nay thành cái đậu, nó có một loại đậu nào xám không ta? Đậu đen với đậu trắng có đậu gì? Đậu nành hả? Đậu nành xám hả? Đậu vám. Đậu gì? Ok, giờ mình cho đậu nành là xám đi. Từ đậu đen, đậu đen là không? Bây giờ thành cái đậu nành. Việt Nam á, là khúc giữa. Thì để làm chi là về sư phụ giải thích. Cha đã phong nước Việt lại. Đức Thầy đã chấn bảy ông thẻ hả? Để mà hôm nay cho mấy ông rồng bắt đầu xuất hiện lên á, thì nước Việt không có bị đổ máu và cũng không có bị nhiều tổn thất. Thì cho nên cuối cùng bác Trọng mấy tháng trước bắt tay với bác Biden á, thì là hôm nay thành ra đậu nành này. Qua là để dụ nghệ. Nghệ hôm nay nó thấy nó quải rồi. Thấy mà mặt thằng bồ vũ phu này với tham ác này nó sợ rồi. Nhưng mà Việt Nam cũng nên ngoại giao một chút. Tại nó biết tì vết trong thân thể mình hết, nó bầm dập rồi phải không? Cho nên coi chừng nó chiều nó một chút. Nhưng mà đừng chiều quá đáng. Chỉ hứa bằng miệng thôi, đừng có hứa gì. Ai mà muốn lưu danh thiên cổ thì nên nghe lời Kiệt một cái, đừng có ký gì. Mà hôm nay mà còn ký bậy bạ, lúc đó dân lúc đó cái mộ á, mà tối ngày nó đem chiến gà thúi nó chọi ngay đó hoài. Cái hồn ở ngay cái mộ mà tối ngày bị dân chọi chiến gà thúi thì con ngửi thử cái hồn có bị thúi không? Nó ngửi được thúi đúng không? Thì hồn nói, còn nếu mà muốn dân đem hoa tới thì để lại. Cho nên cái thế hệ sau không có ai mà làm gì hết những cái di tích của cái thế hệ này. Nó cũng là bài học đó mà. Thì muốn trứng gà hay muốn hoa thì bây giờ từ đây tới gán làm cho đàng hoàng. Ok, với là Phật chứ hỏi đi hẹn với thằng kia đi sửa đồ một chút. Nó hoài nó tới chịu cũng vậy. Vô gì? Con ngồi đó đi, sư phụ bữa nay không có làm bùa làm phép gì hết, sư phụ phải đi. Sư phụ có hẹn rồi, 3 giờ trễ của người ta rồi. Ở dưới Phật xin chào nha.